ta sẽ tính toán và phiên giải các cái chỉ số cơ bản trong từng cái thiết kế đó, và chúng ta sẽ hiểu được tại sao người ta xếp các cái dạng thiết kế nghiên cứu nó có các cái giá trị bằng chứng khác nhau. Thì đấy là cái mục tiêu của chúng ta. Thế đầu tiên thì tôi sẽ hỏi các anh chị em, chúng ta dành khoảng 2-3 phút chúng ta đọc. Ở trên này có 50 câu hỏi này, thì chúng ta thử nghĩ trong đầu chúng ta xem là chúng ta sẽ sử dụng cái thiết kế nghiên cứu gì khi chúng ta cần trả lời các cái câu hỏi như thế này, thì chúng ta cần áp dụng các cái thiết kế nghiên cứu gì. Đặng chúng ta đọc nhanh và tôi sẽ cho các anh chị em trả lời trực tuyến. Vâng, chúng ta sẽ sử dụng smartphone và chúng ta phải có mạng để chúng ta trả lời trực tuyến. Được. Mọi người đọc nhanh đi, đọc nhanh câu hỏi, sau đó tôi sẽ sang phần trả lời. Nhận. Đọc. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch não vào bệnh viện Bạch Mai tháng 12 năm 2019. Thứ hai là xác định tỷ lệ nhồi máu cơ tim người già có tiền sử tăng huyết áp tại Hà Nội năm 2019. Thứ ba là phân tích mối liên quan dễ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan hút thuốc, uống rượu, chế độ ăn, vân vân. Thứ tư là phân tích tác động chế độ ăn nhiều chất béo với một số bệnh mãn tính không lây nhiễm. Và thứ năm là đánh giá tác dụng thuốc X so với thuốc Y trong điều trị mạch vành cấp ở người già. Thế chúng ta hiểu chứ nhé. Bây giờ mọi người trả lời cho tôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào mạng để mọi người trả lời cho tôi câu này qua mạng. À, cái này tôi phải chiếu cái... Vâng, mọi người trả lời cho tôi. Chúng ta vào cái trang menti.com và sử dụng cái code này để trả lời tôi câu này. Từng câu một, vâng. Chúng ta vào trang menti.com và dùng cái code 81929. Thế và trả lời cho tôi câu mô tả đặc, nếu như ta muốn trả lời câu hỏi mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch não tại bệnh viện Bạch Mai trong tháng 12 năm 2019, chúng ta sử dụng thiết kế nghiên cứu gì? À. 50%, 80%, 86% sử dụng nghiên cứu cắt ngang, 90%, 86%. Vâng, 19 người rồi, 21, 24, 25, có người dùng cả thiết kế nghiên cứu bệnh chứng, 89% cho rằng chúng ta dùng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, 28 người trả lời. Lớp ta có bao nhiêu thầy Hạnh? Lớp ta có bao nhiêu bạn? Tổng số. Có bạn đang ngủ rất ngon ạ. Đang ngủ rất ngon, chắc hôm qua đi trực về đúng không? Không sao, ngủ là chuyện bình thường, ai cũng cần phải ngủ mà. Thiếu ngủ thì phải ngủ thôi, không sao cả. Ok, như vậy chúng ta cứ cho là 34 người trả lời. Thì có 6%, 37 người trả lời. 5% cho rằng chúng ta sử dụng thiết kế nghiên cứu một loạt các ca bệnh. Còn 92% là cho rằng sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Còn có 3% là sử dụng thiết kế nghiên cứu bệnh chứng. Ok, ta sang câu thứ hai. Vâng. Xác định tỷ lệ nhồi máu cơ tim người già có tiền sử tăng huyết áp tại Hà Nội năm 2019 sử dụng thiết kế nghiên cứu gì ạ? Chúng ta thấy một cái câu cực kỳ đơn giản, đã thấy cái sự khác biệt của chúng ta rồi đúng không ạ? Mỗi người trả lời sẽ một hướng khác nhau. Vâng, đối với câu hỏi này chúng ta sẽ dùng thiết kế nghiên cứu gì ạ? 62% cho rằng đây là thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Vâng. Có người dùng cả thuần tập, có người dùng cả bệnh chứng. Vâng, rất khác biệt đúng không? Nếu thầy Hạnh mà đưa ra câu hỏi này thì mỗi người sử dụng thiết kế nghiên cứu kiểu đúng không ạ? Vâng, tôi mong là mỗi người về sau này học xong thì chúng ta chỉ sử dụng một thiết kế thôi ạ. Vâng. 34 rồi ạ. Vâng. Vâng. 37 rồi. Rồi. Ở đây thì có 11% sử dụng thiết kế một loạt các ca bệnh, 51% cắt ngang, 21% cho bệnh chứng và 18% cho thuần tập. Ok, thôi được rồi. Tôi sẽ dừng ở đây và tôi không đi tiếp hai câu nữa. Hai câu tiếp theo thì nó khó hơn và cái sự trả lời nó sẽ dao động. Tôi quay trở lại
là cái câu đầu tiên thì chỉ có 8% cho rằng chúng ta nên dùng sử dụng thiết kế một loạt các ca bệnh, và tôi đồng ý với 8%. Tôi đồng ý với 8% và các anh chị em. Vâng. Thế còn trong trường hợp này tốt hơn thì tôi đồng ý với 53%. Vâng. Vâng. Tôi đồng ý với 53% các anh chị em. Thế thì tại sao lại như vậy, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần các cái thiết kế nghiên cứu. Và hy vọng rằng là sau này thì tôi không nói tôi đúng nhé, tôi chỉ nói tôi đồng ý với 5% câu đầu tiên và 53% cho câu tiếp theo. Thế thì đấy là cái mà chúng ta mong muốn rằng là chúng ta học xong cái buổi của tôi thì chúng ta sẽ có cùng một tiếng nói rất là quan trọng. Cách đây khoảng 2 tuần thì giáo sư Tuấn có mời tôi sang bên này trình bày một cái bài về kinh tế y tế. Thế thì ban đầu cũng định nói rằng là tôi sẽ phải hướng dẫn các anh chị em trong 2 ngày. Nhưng mà tôi bảo là đầu tiên tôi xin có một buổi thôi. Trước hết chúng ta phải cùng nói một ngôn ngữ đã, chứ không mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau thì không hình, thì rất là khó làm việc. Thế thì tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ phân biệt được các cái loại hình thiết kế nghiên cứu. Và trong từng cái thiết kế nghiên cứu đấy thì chúng ta sẽ biết được chúng ta cần phải tính toán chỉ số gì, và chúng ta phiên giải cái chỉ số đó ra sao. Cái này cực kỳ quan trọng. Và trong một buổi tôi hy vọng là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này. Nào, đến 5 câu hỏi rồi nhá. Nào, bây giờ đối với các cái thiết kế nghiên cứu khoa học, y học cơ bản, khi nói đến thiết kế nghiên cứu thì người ta có thể nói đến rất nhiều các thiết kế nghiên cứu, bao gồm cả các cái thiết kế nghiên cứu định lượng, các cái thiết kế nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định lượng với nghiên cứu định tính nó khác nhau cái gì ạ? Đó. Phần này thì sẽ gửi slide cho các anh chị em. Tôi quên, không ai nhắc tôi đâu, tôi không gửi slide cho. Phần này tôi chuẩn bị rất là lâu rồi. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào các cái thiết kế nghiên cứu định lượng thôi ạ. Còn các cái thiết kế nghiên cứu định tính thì chúng ta có thể đề cập đến sau. Thế thì nó khác nhau cái gì? Nghiên cứu định lượng thì các cái kết quả của nó được thể hiện bởi các con số. Thế còn các cái nghiên cứu định tính ấy, thì kết quả nó thường thể hiện bằng các cái đoạn văn. Thế, ở đây đối với các cái nghiên cứu khoa học y học cơ bản, đặc biệt là các thiết kế nghiên cứu lâm sàng, thì chúng ta phần lớn là chúng ta sử dụng thiết kế nghiên cứu định lượng. Thế và khi nói đến thiết kế nghiên cứu định lượng thì người ta cũng có thể nói rằng các cái thiết kế nghiên cứu dịch tễ học định lượng hoặc là y học định lượng, vân vân và vân vân. Thế thì ở đây chúng ta chỉ tập trung vào phần định lượng nhé, còn phần định tính thì chúng ta không phải trọng tâm của chúng ta. Và tôi nghĩ là phần lớn các anh chị em chúng ta sẽ làm các đề tài về định lượng. Nào, bây giờ chúng ta cùng phân loại các cái thiết kế nghiên cứu định lượng. Và khi nói đến các thiết kế nghiên cứu, các anh chị em chia làm 2 loại cho tôi ạ. Một là quan sát, 2 là can thiệp. Vế bên này là quan sát, vế bên này là can thiệp. Vâng. Quan sát với can thiệp nó khác nhau cái gì ạ? Các anh chị em. Quan sát và can thiệp ạ. Rất là dễ đúng không ạ? Quan sát tức là chúng ta chỉ đứng từ xa, chúng ta quan sát thôi. Và chúng ta không có tác động đối với đối tượng nghiên cứu. Cụ thể là trong trường hợp chúng ta là các bệnh nhân của chúng ta đúng không ạ? Chỉ có quan sát thôi, không có tác động gì cả. Vâng, thế còn nghiên cứu can thiệp tức là chúng ta phải có cái tác động đối với đối tượng nghiên cứu, hay nói khác là bệnh nhân đúng không? Đó. Ví dụ tôi thấy một cô rất là xinh nhưng mà tôi không dám đến gần, tôi không dám làm quen, tôi đứng chỉ từ xa tôi nhìn thôi thì đấy là quan sát. Còn nếu tôi đến gần, tôi mời đi uống nước rồi tôi làm quen và tôi bắt chuyện thì đấy là nghiên cứu can thiệp đúng không ạ? Thì đấy là khi nói đến các cái thiết kế nghiên cứu định lượng hoặc là dịch tễ học định lượng hoặc là các nghiên cứu lâm sàng thì chúng ta chia làm nghiên cứu quan sát và nghiên cứu can thiệp. Trong nghiên cứu quan sát thì chúng ta có 2 loại. Một là nghiên cứu quan sát mô tả, 2 là quan sát phân tích. Vâng. Mô tả và phân tích ạ. Vâng. Mô tả nó khác phân tích là cái gì ạ? Ở đâu ạ? Ở điểm nào các em? Vâng. Mô tả và phân tích đây ạ. Ủa? Sao nó lại không chạy nhỉ? À đây. À, đây ạ. Mô tả này. Mô tả. Cái này có không được tốt lắm. Bắt không được tốt lắm. À, đây là mô tả này. Hai là phân tích này. Thì mô tả với phân tích nó khác nhau cái gì ạ? Vâng. À, mô tả có nghĩa là chúng ta thấy sự vật hiện tượng như nào, chúng ta mô tả đúng cái thực trạng của nó. Không quan tâm đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Thế còn nghiên cứu quan sát phân tích có nghĩa là chúng ta đã quan tâm đến nguyên nhân của vấn đề. Tôi hay nói vui là tôi thấy một con cá rất xinh đẹp thì tôi mô tả cô ấy như nào đúng không ạ?
cô ấy da trắng môi đỏ, cao mét bao nhiêu, vân vân. Thế còn nếu như tôi làm quan sát phân tích thì tôi phải xem là vì sao cô ấy sinh, bố mẹ cô ấy có sinh hay không, hay cô có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Thì đấy là hai cái câu hỏi tôi đặt ra, nó sẽ khác nhau và cách trả lời sẽ khác nhau, đúng không? Quan sát mô tả có nghĩa là việc chúng ta mô tả những cái đặc điểm của sự vật hiện tượng thôi. Chúng ta không quan tâm đến gốc rễ, nguyên nhân của vấn đề, không quan tâm đến mối liên quan xung quanh. Thế còn nghiên cứu quan sát phân tích là chúng ta sẽ cần phải giải thích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nhé. Thì như vậy là chúng ta nghiên cứu, chúng ta có quan sát và can thiệp, đúng không? Trong quan sát thì chúng ta có gì? Mô tả và phân tích nhé. Thế bây giờ đi vào mô tả trước này. Trong nghiên cứu quan sát mô tả thì chúng ta có đầu tiên là nghiên cứu một ca bệnh. Nghiên cứu một ca bệnh là gì? Rất đơn giản là gì? Có ca bệnh như nào ta mô tả đúng như thế, đúng không ạ? Vừa rồi cái dịch Covid-19 ấy, có 1-2 trường hợp đấy. Thì mô tả mấy cái ông ở Vũ Hán sang ấy, thì mô tả 1-2 trường hợp. Thì đấy là nghiên cứu quan sát mô tả nhưng mà một trường hợp bệnh. Vì tiếng Anh người ta gọi case report. Tất cả những cái đó chúng ta đều có thể làm thành một cái nghiên cứu được. Nhưng trong nghiên cứu một trường hợp bệnh thì thường là các bệnh mới. Còn các bệnh cũ thì chả có giá trị gì. Bây giờ chẳng ai làm nghiên cứu mô tả một trường hợp bị tăng huyết áp cả, đúng không ạ? Thì nó không có giá trị gì cả. Chỉ một trường hợp bệnh mà nó mang tính chất bệnh mới nổi thôi và chưa được nghiên cứu thôi nhá. Thì đấy là cái trường hợp đầu tiên, gọi là một ca bệnh. Cái thiết kế nghiên cứu tiếp theo cao cấp hơn thì không phải là một ca bệnh mà nhiều hơn một ca bệnh, tức là hai ca bệnh trở lên, thì người ta gọi là nghiên cứu một loạt các ca bệnh hay loạt các ca bệnh, mà tiếng Anh gọi là case series. Vâng. Case series là nghiên cứu về một loạt các trường hợp bệnh, đúng không ạ? Có khoảng 2, 10, 30, 40 bệnh nhân. Chúng ta mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các trường hợp đấy thì chúng ta gọi là nghiên cứu loạt các ca bệnh. Nghiên cứu loạt ca bệnh là dạng nghiên cứu gì ạ? Quan sát hay can thiệp ạ? Quan sát ạ, mô tả hay phân tích? Mô tả, đúng rồi ạ. Vâng, thì đấy là cái đầu tiên. Thế và tiếp theo là cái dạng rất là thường gặp, đó là nghiên cứu cắt ngang. Tiếng Anh gọi là cross-sectional study. Đã. Nghiên cứu cắt ngang cũng là một dạng thiết kế nghiên cứu quan sát. Nhưng hiện nay thì trước đây thì người ta xếp vào nghiên cứu cắt ngang là nghiên cứu quan sát mô tả, nhưng hiện nay người ta đã xếp sang nghiên cứu quan sát phân tích rồi. Thế tại sao lại như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem nhá. Trước đây thì nghiên cứu cắt ngang được xếp là quan sát mô tả, nhưng bây giờ theo một cái tài liệu của Lancet thì người ta đã xếp nghiên cứu cắt ngang sang nghiên cứu quan sát phân tích. Tí nữa chúng ta xem tại sao người ta lại làm, có lý do. Thế thì khi xét về giá trị bằng chứng của các cái thiết kế nghiên cứu, vâng, tôi xin lỗi là tôi sẽ không đi sâu lắm vào về phía bên này. Thế tuy nhiên là các cái phần bên này thì tôi sẽ đi dần dần. Thế thì bây giờ chúng ta mới vừa trao đổi là mô tả này. Trong nghiên cứu quan sát mô tả có một ca bệnh này, đúng không ạ? Có gì nữa? Một loạt ca bệnh, đúng không? Và nghiên cứu cắt ngang. Tí nữa chúng ta sẽ phân biệt. Thế và nghiên cứu quan sát phân tích thì chúng ta có nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập. Thế và trong nghiên cứu can thiệp thì chúng ta có cái loại can thiệp có đối chứng và không đối chứng. Trong nghiên cứu can thiệp có đối chứng thì chúng ta có cái loại phân ra nhóm can thiệp và nhóm đối chứng một cách ngẫu nhiên, còn có loại là không ngẫu nhiên. Thì đây là cái cách phân loại, thì tí nữa chúng ta sẽ đi dần dần. Thế. Vừa rồi thì tôi có trao đổi kỹ hơn một chút cái phần này, nhưng mà dần dần tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với tất cả các thiết kế nghiên cứu. Thế và tôi muốn giới thiệu cái bậc thang bằng chứng. Thì các em đã nhìn thấy cái bậc thang bằng chứng này chưa? Ai nhìn thấy rồi giơ tay ạ? Mới có độ khoảng 2-3 người nhỉ. Thế các em làm việc với viện tim mạch, với bộ môn tim mạch thì chắc chắn các em phải hiểu cái bậc thang bằng chứng này, hay nói cái tháp bằng chứng này. Thì cái tháp bằng chứng này nó nói đến cái giá trị của các cái bằng chứng dựa trên các cái thiết kế nghiên cứu khác nhau. Từ phía dưới thì càng phía dưới lên trên, càng phía dưới thì càng ít giá trị. Như thầy Hùng vừa nói ấy, thì là ngày xưa lại khi hỏi ý kiến của các thầy là giá trị cao nhất, nhưng bây giờ ý kiến của các thầy có giá trị thấp nhất ở phía dưới này, dưới cùng ý kiến chuyên gia này. Và nghiên cứu một ca bệnh giá trị bằng nhau. Nếu mà chúng ta chỉ nghiên cứu một ca bệnh hoặc chúng ta hỏi thầy chúng ta về các cái kinh nghiệm điều trị vân vân ấy, thì giá trị bằng chứng thấp nhất hay chính là bằng chứng xếp loại 5. Thế còn nếu như chúng ta có nghiên cứu một loạt các ca bệnh thì giá trị cao hơn, và nghiên cứu cắt ngang của giá trị cao hơn.
nghiên cứu một loạt các ca bệnh hay gọi case series thì có giá trị hơn nghiên cứu một ca bệnh, có giá trị hơn ý kiến chuyên gia nhưng thấp hơn nghiên cứu cắt ngang. Cái này người ta có thể chia làm, xin lỗi đây là 4 ạ, xin lỗi tôi đánh nhầm ạ. 4A và 4B, chúng ta sửa nhé, 4A và 4A và 4B. Như vậy là nghiên cứu ca bệnh giá trị thấp hơn nghiên cứu cắt ngang có giá trị cao hơn một chút và dần dần là đến nghiên cứu bệnh chứng thì giá trị cao hơn xếp loại 3, nghiên cứu thuần tập cao hơn xếp loại B và nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng xếp loại 1C. Và nếu như chúng ta thực hiện phân tích gộp và tổng quan hệ thống thì chúng ta sẽ có 1B và 1A. Thế nếu như mà các cái bằng chứng mà chúng ta rút ra từ các cái thiết kế nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thì chúng ta đã khá tự tin, tức là chúng ta đã có cái bằng chứng loại 1C thì khá tự tin để đưa vào thực hành lâm sàng. Thế còn nếu như các cái bằng chứng mà chúng ta rút ra từ được các tổng quan của hệ thống hoặc là phân tích gộp mà 1A thì chúng ta rất rất tự tin chúng ta có thể áp dụng ở lâm sàng và ở viện tim mạch chúng ta đã áp dụng rất là nhiều các cái y học, những cái bằng chứng vào thực hành lâm sàng. Đấy, đấy là cái. Thế thì tí nữa chúng ta sẽ hiểu tại sao lại người ta xếp như này, nó có cơ sở của nó. Tại sao lại xếp cái giá trị bằng chứng như này, nó sẽ có cơ sở của nó nhé. Thế vừa rồi chúng ta đã trao đổi cái nghiên cứu một loạt phần này thì thôi nhé. Phần này thì quá đơn giản rồi. Đây chúng ta sẽ bắt đầu từ phần này. Nghiên cứu ca bệnh và nghiên cứu cắt ngang nó khác nhau ở cái điểm gì? Đó. Chúng ta quay lại. Đấy ạ. Bây giờ chúng ta tập trung vào nghiên cứu một loạt các ca bệnh và nghiên cứu cắt ngang. Nó có những cái đặc điểm gì? Đầu tiên là nghiên cứu một loạt các ca bệnh đã. Nghiên cứu một loạt ca bệnh là nghiên cứu mà thực hiện trên những cái nhóm người có cùng một đặc tính. Hay nói cách khác là tất cả đều có bệnh. Đó. Khi tôi làm nghiên cứu trên một nhóm người mà tất cả những người đó đều có bệnh thì chúng ta gọi là nghiên cứu một loạt bệnh, đúng không ạ? Tất cả đều có bệnh thì chúng ta gọi là nghiên cứu một loạt các ca bệnh hay một loạt bệnh cũng được. Thì đây là một cái dạng nghiên cứu mô tả và nó không tính được tỷ lệ mắc bệnh. Vì sao lại không tính được tỷ lệ mắc bệnh? Vì tất cả đều có bệnh rồi làm sao tính được tỷ lệ mắc bệnh nữa, đúng không ạ? Thì đấy là cái rất quan trọng của nghiên cứu một loạt các ca bệnh. Thế và nó chỉ giúp chúng ta hình thành giả thuyết thôi. Và cái giá trị của nó tương đối thấp. Nếu như chúng ta chỉ là mô tả các cái trường hợp bệnh nào đó thì giá trị nó không cao bởi vì một số lý do như trên đây. Thì đấy là nghiên cứu một loạt các ca bệnh, tiếng Anh gọi là case series. Vâng. Chúng ta có hỏi gì phần này không ạ? Nào, thế tôi quay trở lại cái phần câu hỏi mà tôi thôi được rồi, tôi sẽ quay trở lại câu hỏi sau, tôi đi sang nghiên cứu cắt ngang đã. Nghiên cứu cắt ngang nó khác với nghiên cứu một loạt các ca bệnh là gì ạ? Nghiên cứu cắt ngang là loại nghiên cứu nó bao gồm cả các cá thể có bệnh và các cá thể không có bệnh. Hoặc có một đặc điểm nào đấy và không có đặc điểm nào đấy. Có nghĩa là gì ạ? Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ mắc bệnh. Đúng không ạ? Vâng. Ví dụ nghiên cứu một loạt các ca bệnh. Ví dụ ở trong lớp chúng ta, tôi lấy toàn là nữ giới vào nghiên cứu. Vâng. Tôi nghiên cứu các chị em phụ nữ chẳng hạn. Để xem là thu nhập của các chị em phụ nữ bao nhiêu tiền một tháng. Thì tất cả các trong mẫu nghiên cứu tôi chỉ có các chị em phụ nữ thôi. Thì đấy là một loạt các ca phụ nữ. Đúng không ạ? Thế và tôi không tính được tỷ lệ nam và nữ. Nhưng nếu chúng ta lại làm nghiên cứu cắt ngang, chúng ta chọn toàn bộ trong lớp của chúng ta, thì trong lúc đó chúng ta tính được tỷ lệ nữ giới chiếm bao nhiêu phần trăm. Đúng không ạ? Thì đấy là cái nghiên cứu cắt ngang. Tức là tiến hành trên nhóm người có các đặc điểm khác nhau. Ví dụ nam, nữ, vâng, già, trẻ, có bệnh, không có bệnh, vân vân. Và chúng ta lấy vào cùng một thời điểm. Có nghĩa là chúng ta sẽ không lấy các cái cá nhân này vào các cái thời điểm khác nhau mà chúng ta lấy vào một thời điểm thôi. Có nghĩa là tôi mà nghiên cứu cắt ngang ở trên các anh các chị thì tôi sẽ hỏi đúng với thời điểm chúng ta đang gặp nhau ở đây. Là ví dụ như một tháng là thu nhập bao nhiêu tiền thì chúng ta chỉ hỏi đúng vào một cái thời điểm. Đó thôi. Thế và nghiên cứu này nó sẽ tính được tỷ lệ mắc bệnh, bởi vì sẽ có những người có bệnh và những người không có bệnh thì chúng ta tính được tỷ lệ mắc bệnh, đúng không ạ? Đúng không? Rồi. Thế và nó sẽ phân tích được mối liên quan, bởi vì trong trường hợp này chúng ta sẽ có nhiều cái đặc tính thì chúng ta có thể phân tích được mối liên quan, và tí nữa tôi sẽ trình bày cái chỉ số mà chúng ta dùng để phân tích mối liên quan giữa các đặc điểm. Và nó không phân tích được mối quan hệ nhân quả. Cái này chúng ta lưu ý nhé.
không phân tích được mối quan hệ nhân quả, bởi vì chúng ta sẽ đã nghiên cứu tất cả các bệnh nhân vào cùng một thời điểm. Ví dụ như chúng ta đang nghiên cứu về uống rượu và tăng huyết áp, chúng ta sẽ hỏi một lúc là gì ạ? Anh có uống rượu không? Và tôi đo huyết áp lúc đó anh có tăng huyết áp hay không? Mà tôi không hỏi anh, tôi không quan tâm đến là anh uống rượu rồi anh mới tăng huyết áp hay anh tăng huyết áp rồi mới uống rượu. Và trong nghiên cứu cắt ngang này tôi chỉ hỏi vào một thời điểm nên tôi không biết cái gì trước cái gì cả. Tôi không thể biết được cái gì xảy ra trước cái gì. Thì chính vì vậy nó không giúp cho chúng ta phân tích mối quan hệ nhân quả. Không nói là cao huyết áp gây ra ông cao huyết áp rồi ông chán đời ông uống rượu. Hoặc là ông uống rượu rồi ông mới bị tăng huyết áp. Thì đấy là nghiên cứu cắt ngang. Chúng ta thấy sự khác biệt cơ bản giữa hai cái thiết kế nghiên cứu này chưa? Nào thế đây lấy một cái ví dụ về sự khác biệt đấy. Đây sơ đồ nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu một loạt ca bệnh. Thì cái hình bên tay trái này là nghiên cứu gì ạ? Một loạt các ca bệnh đúng không ạ? Còn bên kia là nghiên cứu gì? Cắt ngang. Thế thì hai cái này nó khác nhau ở cái gì? Vâng, hai cái này nó khác nhau là đối với nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ mắc bệnh, đúng không ạ? Vâng. Các em thấy sự khác biệt chưa ạ? Nào thế bây giờ chúng ta quay trở lại cái ví dụ mà chúng ta làm đầu tiên nhé. Tôi không chiếu cái kết quả các em nữa. Thế nào chúng ta trả lời hai câu đầu tiên này. Nào trả lời lại hai câu đầu tiên nào. Câu 1. 85% cho rằng sử dụng nghiên cứu cắt ngang mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch não vào bệnh viện Mai năm tháng 12 năm 2019. À. Thế thì cái này chúng ta nên sử dụng thiết kế nghiên cứu gì ạ? Một loạt ca bệnh đúng không ạ? Vâng. Bây giờ 5% đã chuyển thành 100% rồi ạ. Như vậy là tất cả các trường hợp này đều có mắc tai biến mạch não. Thế do vậy là chúng ta sẽ phải dùng thiết kế nghiên cứu case series hay là nghiên cứu gì? Rồi. Hay là nghiên cứu gì? Nghiên cứu một loạt các ca bệnh, đúng không ạ? Vâng. Trước đây thì có hơn 80% là trả lời đây nên sử dụng thiết kế nghiên cứu ngang. Nhưng đây là hoàn toàn chúng ta sử dụng. Chúng ta chỉ có những người bị mắc tai biến mạch não thôi. Trong trường hợp này thì không tính được tỷ lệ tai biến mạch não vì tất cả đều có tai biến mạch não rồi, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai này, xác định tỷ lệ nhồi máu cơ tim của người già có tiền sử tăng huyết áp tại Hà Nội năm 2019. Thì chúng ta sử dụng thiết kế nghiên cứu gì ạ? Mô tả gọi là mô tả cắt ngang, gọi là cắt ngang thôi cho nó gọn, đúng không ạ? Tại sao lại dùng nghiên cứu cắt ngang? Vì trong trường hợp này là gì ạ? Có những người bị nhồi máu cơ tim và những người không nhồi máu cơ tim, do vậy chúng ta có thể tính được tỷ lệ nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Thế trong trường hợp này chúng ta phải dùng thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Thế và thiết kế nghiên cứu nào có giá trị hơn? Cắt ngang có giá trị hơn bởi vì nó tính được tỷ lệ, và cái tỷ lệ này người ta gọi là tỷ lệ mắc. Đây ngay sau đây tôi sẽ. Thế thì như vậy là chúng ta đã phân biệt được thiết kế nghiên cứu một loạt các ca bệnh nó khác với nghiên cứu cắt ngang là gì rồi, đúng không ạ? Cái này thì có giá trị hơn cái này, đúng không ạ? Cái này nó có giá trị hơn cái này bởi vì nó tính được tỷ lệ hiện mắc. Bên cạnh đó thì nghiên cứu cắt ngang nó còn tính được một cái tham số như sau. Thế. Tôi xin có cái bút đâu nhỉ? À đây rồi. Cái này có kéo được lên không hay là chỉ... À thế thì kéo giúp lên. Đúng rồi, cho cao lên. Vâng, chúng ta vừa trao đổi sự khác biệt giữa nghiên cứu một loạt các ca bệnh và nghiên cứu cắt ngang. Thế thì sau đây thì tôi sẽ làm rõ hơn về đặc điểm của nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu cắt ngang là việc chúng ta nghiên cứu một nhóm đối tượng vào một cái thời điểm nhất định. Như tôi nói, khi chúng ta nghiên cứu vào cùng một thời điểm thì chúng ta không biết cái gì xảy ra trước cái gì cả. Thế do vậy trong nghiên cứu cắt ngang thì không nói đến quan hệ nhân quả. Thế tuy nhiên đầu tiên nó sẽ tính được tỷ lệ mắc một cái bệnh nào đấy. Mà mắc của bệnh nào đấy trong trường hợp này người ta gọi là P, hay tiếng Anh gọi là P-valence. Nó gọi là tỷ lệ hiện mắc. Hiện mắc tức là tỷ lệ tại một thời điểm
Vâng. Nó khác với tỷ lệ mới mắc là incident thì chúng ta chỉ tính được trong thiết kế nghiên cứu bệnh, cái nghiên cứu thuần tập thôi. Đây ạ. Nhá, đầu tiên chúng ta sẽ tính được P, hay còn gọi là p-valent. Vâng. P-valent, P thì bằng cái gì ạ? Bằng những người có bệnh trên tổng số toàn bộ các người mà chúng ta đưa vào nghiên cứu, đúng không ạ? Đấy. Thì chính bằng N nhỏ chia cho N lớn, đúng không? Xong tính cho phần trăm thì dễ rồi nhá. Thì đầu tiên khi nói đến nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta phải tính được tỷ lệ hiện mắc nhá. Trong tất cả các nghiên cứu mà khi các em đã áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang thì phải tính được P. Thế thì nghiên cứu cắt ngang tiếng Anh gọi là cross-sectional study, nhưng người ta cũng có thể gọi là p-valent study, tức là nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc. Thì đầu tiên là các em phải nhớ nhá, cái nghiên cứu một loạt các ca bệnh thì chẳng có gì cả, chẳng tính kiểu cái gì cả, chỉ có mô tả thôi. Thế còn trong nghiên cứu cắt ngang bắt đầu chúng ta tính được P, và tiếp theo chúng ta sẽ tính được thêm các cái chỉ số như sau. Có cái chỉ số tiếp theo chúng ta gọi là POR, thì tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Được. POR, được. Đây. Chúng ta tính được cái chỉ số thứ hai nhá, P này. Bây giờ có POR nhá. Cái này viết tắt của mấy cái từ như sau. P, đây là viết gì? Prevalent. O là odds. R là ratio. Đó. Thì chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam của chúng ta gọi là gì? Tỷ số chênh hiện mắc. Đó. Tỷ số chênh hiện mắc nhá. POR thì chính bằng, chính là tỷ số chênh hiện mắc. Thế thì đã, tạm thời chúng ta quên cái chữ p-valent này đi, bởi vì gốc của nó là odds ratio, hay là gốc của nó là tỷ số chênh thôi. Thế còn p-valent, nó thêm cái từ p-valent này có nghĩa là cái tỷ số chênh này tính được trong nghiên cứu cắt ngang, còn bản chất của nó vẫn là odds ratio nhá. Thế odds là gì ạ? Odds các em học tiếng Anh là gì? Là độ chênh, đúng không ạ? Là độ chênh, hay chúng ta gọi là chênh cũng được, độ chênh. Thế còn đây là tỷ số. Vâng. Tỷ số chênh. Vâng. Tỷ số chênh có nghĩa là gì? Thì bây giờ ví dụ trong trường hợp này mà tôi làm một cái nghiên cứu cắt ngang về mối liên quan giữa hút thuốc và tăng huyết áp, thì đối với nghiên cứu cắt ngang thì tôi sẽ tiến hành trên một cái mẫu bao gồm cả những người có hút thuốc, không hút thuốc, bao gồm cả những người có tăng huyết áp và không tăng huyết áp. Giả sử nghiên cứu này tôi tiến hành trên 2.000 người. 2.000 người nhá. Tiến hành đồng thời trên 2.000 người nhá. Thế sau đó trong 2.000 người này thì tôi hỏi về tình trạng hút thuốc, tôi hỏi về tình trạng, hay tôi đo huyết áp, thì tôi biết được cả gì? Tình trạng hút thuốc và tình trạng cao huyết áp. Nhưng tôi có biết được cái gì xảy ra trước cái gì không ạ? Không, bởi vì tôi nghiên cứu vào một thời điểm mà nhá. Thế thì chúng ta sẽ tính được cái P này trước đã. P ở đây chẳng hạn P tăng huyết áp, hay nói cách khác là tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp trong mẫu là bao nhiêu em? Quá dễ đúng không ạ? 1.000 chia cho 2.000 bằng 50%, đúng không? Vâng, rất dễ. Nhá, bây giờ chúng ta sẽ tính tỷ số chênh hiện mắc. Như tôi nói là quên cái hiện mắc này đi, và chúng ta quan tâm đến cái tỷ số chênh. Thế thì đầu tiên chúng ta phải hiểu khái niệm độ chênh, odds tức là độ chênh. Độ chênh có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta quan tâm trong nhóm người tăng huyết áp thì chúng ta sẽ có là độ chênh của hút thuốc và không hút thuốc nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Trong nhóm tăng huyết áp, độ chênh chúng ta như vậy, tỷ số chênh thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tính được odds 1 tức là độ chênh của hút thuốc không hút thuốc trong nhóm tăng huyết áp bao nhiêu ạ? 800 chia cho mấy? 200, đúng không ạ? Đúng không? Thế odds 2 bằng gì? Bằng gì? Bằng độ chênh của hút thuốc không hút thuốc trong nhóm gì? Không tăng huyết áp bằng bao nhiêu? 200 chia cho 800. Chúng ta chia hai cái này cho nhau thì chính là tỷ số chênh. Thế thì bằng bao nhiêu ạ? Vâng, bằng bao nhiêu ạ? Bằng 16, đúng không ạ? Vâng, 16, đúng không? Vâng, thì đấy là tỷ số chênh hiện mắc. Vâng, tỷ số chênh hiện mắc này nó sẽ... Đây ạ. Đấy, chúng ta tính được tỷ số chênh hiện mắc bằng 16. Và chúng ta phiên giải con số 16 này như thế nào ạ? Vâng. Có ai phiên giải được cho tôi câu này? 16 này có nghĩa là gì không ạ?
Như tôi nói là gì? Ngay từ đầu tôi nói là các em phải phân biệt trong từng cái thiết kế một thì chúng ta phải tính được chỉ số gì, đúng không ạ? Và phiên giải nó. Đầu tiên P thì dễ rồi, đúng không ạ? P là tỷ lệ phần trăm số người có bệnh trong tổng số người được nghiên cứu. Thế còn POR chúng ta phiên giải là tỷ số chênh hiện mắc. Nó là cái gì? Và giá trị của nó ra sao? Nào, mọi người phiên giải tôi con số này. 16 có nghĩa là gì ạ? Ha, mấy bạn trước, từng người một. Nào, tôi hỏi sẽ hỏi ba người. Thưa thầy, em sẽ phải phiên giải là trong nhóm tăng huyết áp, tỷ số chênh của nhóm hút thuốc hơn nhóm không hút thuốc là 16 lần. Trong nhóm tăng huyết áp. Ok, một ý kiến. Nào, mời em. Em thấy là tỷ lệ mà hút thuốc ở trong số những người tăng huyết áp thì cao hơn 16 lần so với những người không có tăng huyết áp. Tức là tỷ lệ hút thuốc giữa ở trong số những người cao huyết áp cao gấp 16 lần rồi không hút được. Không đúng, chưa đúng. Mời thêm. Em đứng bên sau. Ok, bây giờ có hai. Một người thì nói phiên giải chưa được rõ lắm, một người nói đến tỷ lệ. Hai là người thứ ba nói đến nguy cơ. Đó. Các em lưu ý nhá. Trong trường hợp này chúng ta không tính tỷ lệ. Chúng ta đã tính tỷ lệ gì đâu. Đây chúng ta đang tính độ chênh. Thứ hai là chúng ta không nói đến gì được nguy cơ. Thì đây chúng ta có tính nguy cơ đâu. Chúng ta đang tính độ chênh và tỷ số chênh. Thế do vậy trong nghiên cứu cắt ngang là mọi người hay phiên giải nhầm là tỷ lệ của cái nọ cao hơn tỷ lệ kia 16 lần. Thế và nguy cơ của cái nọ cao hơn nguy cơ của cái kia 16 lần. Thế thì hoàn toàn không chính xác nhé. Các em lưu ý là học xong lần này rồi thì phải nhớ. Lần sau mà có phiên giải, tôi nghĩ rằng là rất nhiều phiên giải kiểu như vậy vì chúng ta không hiểu bản chất. Thế nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được là gì? Nếu phiên giải đúng bản chất nhé. 16 là cái gì? 16 có nghĩa là gì? Độ chênh của hút thuốc, không hút thuốc. Trong nhóm tăng huyết áp cao gấp 16 lần độ chênh của hút thuốc không hút thuốc trong nhóm gì? Không tăng huyết áp. Đúng không ạ? Chúng ta phải phiên giải đúng như thế, đúng không các em? Vâng, chúng ta phải hiểu ở đây bản chất của nó là tôi đang tính độ chênh chứ không tôi không tính tỷ lệ, tôi có tính tỷ lệ đâu. Tôi có tính nguy cơ đâu. Đây tôi mới là tỷ số chênh, tôi tính độ chênh nhưng tôi tính ra tỷ số chênh thì phiên giải mà cách đầy đủ thì chúng ta phải phiên giải là gì? Chúng ta phải phiên giải là độ chênh hút thuốc không hút thuốc trong nhóm cao huyết áp cao gấp 16 lần độ chênh hút thuốc không hút thuốc trong nhóm không tăng huyết áp. Cái này trong tiếng Anh cực kỳ rõ ràng, các em viết bài báo quốc tế các em phải phiên giải đúng như thế. Nhưng trong tiếng Việt thì nôm na các em có thể nói rằng mở ngoặc nhé, không hoàn toàn chính xác đâu, không được dùng tỷ lệ mà không được dùng nguy cơ thì người ta dùng một từ nôm na. Cái này không chính xác một tí nào nhưng mà thôi thì đành phải chúng ta tạm chấp nhận một cái nôm na đó là khả năng mà bị tăng huyết áp ở những người hút thuốc thì cao gấp 16 lần. Những người không hút thuốc thì đây. Mọi người có hỏi gì không ạ? Mọi người, anh chị em nào có hỏi gì về cái POR không ạ? Và gốc thì vẫn là, gốc của chúng ta là OR. Mọi người có hỏi gì không ạ? Mọi người có thấy sự khác biệt giữa OR, cái sự khác biệt hay nói khác là cái bản chất của nó so với những cái chúng ta thường phiên giải không ạ? Như vậy trong trường hợp này chúng ta phải phiên giải đây là tỷ số chênh nhá. Tỷ số chênh có nghĩa là tỷ số giữa hai cái độ chênh. Được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta đi sang một cái chỉ số tiếp theo. POR tức là tỷ số chênh hiện mắc. Bây giờ chúng ta sang một cái tỷ số nữa. Cái chỉ số nữa đó là PR. PR
người ta gọi là tỷ số tỷ lệ hiện mắc. Đây mới rằng là tỷ lệ này. Trước chúng ta đã có tính tỷ lệ đâu. Một cái bảng 22 này, đây gọi là một cái bảng rất cơ bản của dịch tễ học mà đã thấy khó khăn nhỉ. Nào, bây giờ PR. Nhá, đây là 1 này. Trong nghiên cứu cắt ngang 1 này, đây là 2 này. Bây giờ là 3 này. PR. PR là prevalent ratio. Đây là tỷ số giữa hai cái tỷ lệ hiện mắc. Đúng không ạ? Thế. Tỷ số giữa hai, đây nhá, ratio là tỷ số, prevalent là tỷ lệ hiện mắc. Thì ratio, prevalent ratio có nghĩa là tỷ số giữa hai cái tỷ lệ hiện mắc. Thì chúng ta sẽ phải tính là prevalent 1, P1 sẽ bằng gì ạ? P1 chính bằng, chúng ta có thể tính tăng huyết áp trong nhóm hút thuốc cũng được, là bằng 800 chia cho bao nhiêu ạ? Tỷ lệ tăng huyết áp trong nhóm, tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp trong nhóm hút thuốc là 800 chia cho 1.000 đúng không ạ? P2 bằng bao nhiêu ạ? Vâng, là tỷ lệ tăng huyết áp trong nhóm không hút thuốc bằng 200 chia cho 1.000. Và hai cái này chúng ta chia cho nhau thì chúng ta sẽ được là tỷ số tỷ lệ hiện mắc. Vâng. Đấy, bây chúng ta mới có đúng một cái bảng 22, tức là có hai hàng, hai cột mà chúng ta đã thấy phức tạp này rồi. Bằng 4. Bằng 4 có nghĩa chúng ta phiên giải là gì? Vâng, sẽ bằng 4. Vâng. Trong trường hợp này chúng ta sẽ phiên giải là tỷ lệ hiện mắc. Đúng không ạ? Đúng rồi, tỷ lệ hiện mắc hút thuốc ở trong nhóm tăng huyết áp cao gấp 4 lần tỷ lệ hiện mắc hút thuốc trong nhóm không tăng huyết áp. Hoặc là chúng ta có thể phiên giải, chúng ta tính cái hai cái này nó đảo lại nhau, tùy vào chúng ta quan tâm đến cái gì. Đấy, thì đây là ba cái chỉ số cơ bản của nghiên cứu cắt ngang. Ba cái chỉ số nghiên cứu cắt ngang. Thế thì vì sao người ta lại gọi nghiên cứu cắt ngang là thiết kế nghiên cứu quan sát phân tích hiện nay? Bởi vì nó đã tính được POR và PR. Trước đây chủ yếu người ta sẽ tính cái P này thôi. Thì khi tính P này thì người ta xếp nó vào quan sát gì? Quan sát gì ạ? Quan sát thì có mấy loại nhỉ? Quan sát có mô tả và phân tích, đúng không? Trước đây thì chủ yếu người ta tính toán P. Thế do vậy người ta xếp nghiên cứu cắt ngang vào thiết kế quan sát mô tả. Thế còn hiện nay thì phần lớn các nghiên cứu cắt ngang chúng ta đều có tính POR và PR. Thế do vậy người ta đã xếp nghiên cứu cắt ngang sang dạng thiết kế quan sát phân tích. Đúng không ạ? Chính vì vậy khi chúng ta tính được POR, PR rồi thì người ta xếp sang quan sát phân tích. Và vì tính được cả ba cái chỉ số này nên giá trị của nó cao hơn thiết kế nghiên cứu một loạt các ca bệnh. Nghiên cứu quan sát nghiên cứu một loạt các ca bệnh thì chỉ là nghiên cứu quan sát mô tả. Có thế nào chúng ta mô tả như thế, có đặc điểm như này thế kia, chúng ta mô tả đúng như vậy. Thế còn nó không thể hiện mối liên quan giữa các cái đặc điểm như chúng ta tính toán như thế này. Đấy, bao gồm là P, POR, POR và PR. Đấy. Thì các em có thấy sự khác biệt giữa hai cái thiết kế nghiên cứu này chưa? Vâng, mọi người thường dùng cái từ là nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích vân vân thì hơi thừa đúng không ạ? Bản chất của nó là nghiên cứu cắt ngang thôi. Vâng, khi nói đến nghiên cứu cắt ngang chúng ta hiểu ngay đây là một dạng nghiên cứu quan sát. Vâng, thế còn hiện nay phần lớn là nó sẽ là nghiên cứu quan sát phân tích. Nên là chúng ta viết là nghiên cứu mô tả cắt ngang là thừa và thậm chí sai. Nhá. Thì chúng ta không nên dùng, vì tiếng Anh nó chỉ gọi nghiên cứu là cross-sectional study thôi. Thế còn người có người ghi là nghiên cứu cắt ngang vừa có mô tả lại vừa có phân tích thì cũng không cần thiết, nó thừa. Cũng không sai nhưng mà nó thừa, đúng không ạ? Mà em? Thế thì đấy là tất cả người dân Hà Nội thì thế theo em nó là nghiên cứu gì? Nghiên cứu cắt ngang không có tính tỷ lệ đâu mà nghiên cứu cắt ngang. Thì đấy là nghiên cứu một loạt các ca bệnh như gì nữa. Case study. Thế thông thường là không bao giờ người ta chỉ tính một cái chiều cao trung bình đâu. Mà người ta sẽ chia ra những người cao, những người thấp, những người BMI béo vừa và
gầy chẳng hạn, thì bao giờ một cái nghiên cứu cắt ngang bao giờ người ta tính cái tỷ lệ, còn các việc tính toán trung bình của em là thứ yếu thôi. Khi các nghiên cứu mà xác định hằng số sinh học của một nhóm đối tượng nào đấy thì đấy là nghiên cứu mô tả đơn thuần, hay còn gọi là nghiên cứu một loạt các ca bệnh, case series. Thế nhưng mà thông thường thì các cái nghiên cứu bây giờ người ta thường là tính thêm các cái tỷ lệ. Cái mục tiêu chính của nó là nghiên cứu cái tỷ lệ. Em vẫn có thể tính các hằng số nhưng mà mục tiêu chính là nghiên cứu tỷ lệ. Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh là các em lưu ý là cái việc chúng ta gọi nó là thiết kế nghiên cứu gì thì nó không quá quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu bản chất của nó. Thì chúng em, các em phân biệt được hai cái thiết kế nghiên cứu này chưa? Rồi, ok, thì chúng ta đi qua nhé. Thế thì nghiên cứu cắt ngang là dạng thiết kế nghiên cứu mà khoảng 95% là các đề tài thạc sĩ chúng ta đang dùng. Vâng. Thì tôi hiện nay tôi trong cái đợt giãn cách vừa rồi tôi có viết một cuốn dành riêng cho nghiên cứu cắt ngang, mà nó đã đúc kết của rất nhiều các vấn đề từ cái thiết kế nghiên cứu rồi chọn mẫu cỡ mẫu rồi phân tích số liệu vân vân. Thì tôi xong rồi nhưng mà tôi chưa có thời gian tôi hoàn chỉnh. Rồi tôi sẽ xuất bản sớm cái cuốn đấy thì chúng ta sẽ đọc. Thế thì đấy là POR và PR, các em hiểu rõ rồi nhá. Thế thì trong một nghiên cứu cắt ngang ấy thì người ta có thể tính được POR và có thể tính được cả PR. Thì trong trường hợp nào chúng ta sẽ tính? Thế thì chúng ta tính cái chỉ số nào không quá quan trọng mà chúng ta phải hiểu nó. Nếu như chúng ta tính ra POR có nghĩa chúng ta đang nói đến độ chênh, đúng không ạ? Thế còn PR là chúng ta nói đến tỷ lệ. Thế và trong trường hợp mà các cái nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh dưới 10% thì PR với POR nó tương đương nhau, thì phiên giải nó không có gì khác biệt nhiều. Nhưng còn các cái nghiên cứu mà có gì ạ, P-valent trên lớn hơn 10% thì PR, POR nó khác nhau và chúng ta sẽ phải phiên giải nó khác nhau, đúng không? Chúng ta thấy sự khác phiên giải nó khác nhau chưa? Một cái là tỷ số giữa hai độ chênh, một cái là tỷ số giữa hai tỷ lệ hiện mắc, hoàn toàn khác nhau nhé. Đấy, thế thì học dịch tễ học, tôi đoán là trong hồi học trong trường y chắc chả ai quan tâm học dịch tễ học nhỉ. Ngày xưa tôi cũng thế, ngày xưa tôi khi đi học tôi cũng chẳng học tiết nào dịch tễ học cả, trốn hết. Vậy ngày xưa thì quan tâm đến những cái môn lâm sàng, quan tâm gì môn vớ vẩn này, đúng không? Nhưng bây giờ lại thấy cực kỳ quan trọng. Mà tôi có những cái hội đồng mà có 20 người từ đầu đến cuối, kể cả ở trường y cũng như trường y tế công cộng, tôi chỉ hỏi một câu, các anh chị phiên giải tôi POR, 20 người không ai phiên giải nổi cho tôi câu là ý nghĩa của POR là gì. Ai cũng phiên người thì phiên giải tỷ lệ, người phiên giải nguy cơ. Thì đấy là cái mà chúng ta, tôi nghĩ tôi cố gắng tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là sau các cái buổi giảng, mà đặc biệt cái phần tôi giảng về thiết kế nghiên cứu, mọi người hãy cố gắng phân biệt cho tôi đấy. OR, à POR, PR nó khác nhau như thế nào và phiên giải nó như thế nào. Thế thì như vậy là chúng ta đã xong được hai cái thiết kế mà dễ nhất nhưng mà cũng mất khá nhiều thời gian. Mọi người có hỏi gì không? Đây tôi mới xong được hai bên này, đúng không? Mới xong được hai cái này. Chúng ta có mường tượng là chúng ta sẽ sử dụng các thiết kế nghiên cứu nào trong đề tài của chúng ta chưa? Làm một loạt bệnh hay cắt ngang? Một loạt các ca bệnh cũng được. Một loạt ca bệnh thì giá trị thấp hơn, đúng không ạ? Thế còn nghiên cứu cắt ngang là chúng ta không chỉ bao gồm những ca người có bệnh mà bao gồm cả những người không có bệnh nữa, đúng không? Chúng ta tính được tỷ lệ hiện mắc, chúng ta tính được tỷ số chênh hiện mắc và chúng ta tính được tỷ số tỷ lệ hiện mắc, đúng không? Lằng nhằng chưa? Có lằng nhằng không ạ? Có. Mới học hôm nay mới chỉ là một phần rất rất nhỏ của dịch tễ học và thống kê mà chúng ta đã thấy lằng nhằng rồi thì giờ hơi khó. Thì cố gắng, mọi người phải cố gắng. Bởi vì bây giờ các bạn không thể lười được nữa. Ngày xưa thì các thầy lười được, các thầy dựa vào kinh nghiệm được. Nhưng bây giờ các bạn không lười được đâu. Các bạn phải dựa vào y văn, các bạn phải dựa vào bằng chứng, các bạn phải nghiên cứu, các bạn phải xuất bản. Và có xuất bản thì các bạn mới thành nghiên cứu sinh được, mới thành tiến sĩ được, và về sau này mới hướng dẫn tiến sĩ được, mới thành giáo sư, phó sư được. Đấy, thì đấy là chúng ta hãy từ từ, bây giờ chuẩn bị từ bây giờ, đúng không ạ? Mọi người có hỏi gì không ạ? Đây tôi mới đi được cái phần dễ nhất, đó là nghiên cứu quan sát mô tả, đúng không ạ? Và cái này hiện nay nó đã xếp sang quan sát phân tích nhá. Mọi người hỏi gì không? Đỡ buồn ngủ chưa nhỉ? Gật gù một túi nhỉ cho nó buồn. Mấy em đúng rồi, phải hỏi chứ. Hoặc ngồi cho đỡ. Ừ.
Vâng. Quan trọng của em hiểu cái bản chất của nó là gì nhá. Vì sao nó gọi là phân tích? Vì sao lại gọi là phân tích? Vì sao lại gọi mô tả? Tôi vừa nói đấy. Nếu mà em chỉ tính p-valent không, chỉ tính tỷ lệ in mắc không thì chỉ gọi là mô tả thôi, đúng không ạ? Nhưng nếu mà em đã tính mối liên quan giữa hai đặc tính, ví dụ như hút thuốc và tăng huyết áp, thì nó em đã tính được POR và PR, thì trong trường hợp đó nghiên cứu của em là phân tích rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đấy là bản chất. Thế còn nếu mà em đã phân tích mà em vẫn gọi là mô tả thì nó không phù hợp, đúng không? Mà bây giờ phần lớn các nghiên cứu người ta đều tính POR và PR nhé. POR hoặc PR, đặc biệt là POR này trong nghiên cứu cắt ngang người ta gọi p-valent odds ratio, nhưng người ta cũng có thể bỏ cái chữ này đi. Người ta có thể gọi là odds ratio trong nghiên cứu cắt ngang cũng được. Đấy, em xem rất nhiều các bài báo quốc tế, người ta trong nghiên cứu cắt ngang người ta cũng chỉ dùng từ OR thôi. Nhưng mà hiểu bản chất nó đây là như tỷ số chênh nhưng tính trong nghiên cứu cắt ngang nhá. Đấy thì hiểu bản chất nó quan trọng, chứ còn gọi nó là cái gì thì đâu có quan trọng, đúng không ạ? Mà cứ cãi nhau mà không nói chung một ngôn ngữ thì cứ cãi nhau suốt cả ngày, đúng không? Có quan trọng gì cái câu chuyện mà chúng ta gọi là cái gì? Thì tôi muốn giải thích các em để các em hiểu bản chất của nó. Vì sao gọi là phân tích? Đấy. Các bạn họ làm một nghiên cứu là về vấn đề thở máy, họ nói là nghiên cứu về cái vấn đề là cái máy thành công. Ừ. Thì trong cái đó cái tiến độ ra của em nó sẽ có một cái tỷ lệ thành công và không thành công. Đúng rồi. Lúc đó cái nghiên cứu đó của em có được gọi căng ra không? Chính xác. Đấy là nghiên cứu cắt ngang. Vì cái quan tâm của em là cái tỷ lệ cai máy thành công, đúng không ạ? Chứ không phải là đặc tính chung chung của những người mà được dùng máy thở, đúng không ạ? Thì như có em, có bạn nào hỏi thế nhá? Không ạ? Ok nhá, nếu mà chúng ta không có câu hỏi gì thì chúng ta thôi thông qua phần này đi cho nó nhanh, bởi vì còn nhiều những cái thứ khác nó sẽ phức tạp hơn nhá. Các em tạm thời là chúng ta đi qua được cái phần mà nhánh dễ nhất, đó là nhánh quan sát mô tả nhá. Để riêng cái này thì bây giờ xếp sang phân tích, bởi vì nó đã tính được POR và PR, đúng không nhá? Thì đấy là cái đầu tiên. Bây giờ chúng ta sang thiết kế nghiên cứu quan sát phân tích. Quan sát phân tích thì nó sẽ khó hơn một chút. Vâng, đầu tiên là chúng ta trao đổi nghiên cứu bệnh chứng ạ. Vâng, mọi người vừa rồi trả lời câu hỏi của tôi lại đưa cả nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thần tập vào, thì cái này nó hoàn toàn khác như sau ạ. Nghiên cứu bệnh chứng là dạng thiết kế nghiên cứu điển hình của loại nghiên cứu hồi cứu. Có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu từ mối quần thể nghiên cứu, sau đó chúng ta sẽ chọn ra một nhóm bệnh và nhóm không bệnh. Thế xong chúng ta hỏi ngược lại trong quá khứ nhé, về tiền sử phơi nhiễm với một yếu tố nào đó. Nó khác hẳn với nghiên cứu cắt ngang là chúng ta làm gì nhỉ? Nghiên cứu cắt ngang là chúng ta, cái đặc điểm mà bệnh và phơi nhiễm là chúng ta cắt vào một thời điểm. Ví dụ như là hút thuốc và tăng huyết áp là chúng ta nghiên cứu vào một thời điểm. Nhưng trong cái thiết kế nghiên cứu bệnh chứng này thì chúng ta phải hỏi ngược lại trong quá khứ, chứ không phải hỏi trong thời điểm hiện tại. Là trong quá khứ ông này ông có phơi nhiễm với một cái đặc điểm nào không? Ví dụ chúng ta đang quan tâm đến nghiên cứu gì? Tăng huyết áp với hút thuốc chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhóm gì? Nhóm tăng huyết áp, đúng rồi, bắt đầu từ nhóm bệnh và nhóm không bệnh, đúng không ạ? Nhóm có bệnh và nhóm không có bệnh, tức là nhóm tăng huyết áp và nhóm không tăng huyết áp, đúng không ạ? Chúng ta phải hỏi ngược lại trong quá khứ chứ không phải hỏi thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Trong nghiên cứu cắt ngang ta hỏi thời điểm hiện tại, nhưng trong nghiên cứu bệnh chứng ta phải hỏi trong quá khứ là ông ấy có hút thuốc hay không, đúng không ạ? Thế thì trong những người mà có bệnh kia thì sẽ có những người mà hút thuốc, gọi là phơi nhiễm. À, có những người không phơi nhiễm, đúng không ạ? Có người bị tăng huyết áp nhưng mà tiền sử ngày xưa người ta chả hút thuốc gì cả. Thế còn trong những ông không có bệnh này thì không có tăng huyết áp, nhưng mà có những ông hút thuốc mãi trong quá khứ, đúng không? Thế có những ông thì không hút thuốc trong quá khứ. Thế thì đây, trong nghiên cứu này thì người ta sẽ tính được cái chỉ số gì nhỉ? Có tính được tỷ số trong nghiên cứu này có tính được tỷ lệ hiện mắc không? Có tính được P không ạ? Mắc bệnh không mắc bệnh không ạ? Tỷ lệ mắc bệnh không? Có tính được không? Có hay không nào? Có hay không? Tôi chọn nhóm bệnh và nhóm không bệnh thì làm sao tôi tính được tỷ lệ nữa? Tôi đã chọn chủ đích rằng là 100 người có bệnh và 100 người không có bệnh thì làm sao ta tính được tỷ lệ hiện mắc nữa hả các em? Có tính được không?
trong nghiên cứu bệnh chứng thì cái tỷ lệ mắc không quan trọng, mà người ta quan trọng hơn đó là người ta tính ra odds ratio, hay nói là tỷ số chênh. Và tỷ số chênh này là tỷ số chênh, người ta gọi tỷ số chênh xịn, chứ không phải là tỷ số chênh hiện mắc như kia. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã hỏi trong quá khứ, chứ không phải hỏi tại thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Các em có thấy sự khác biệt giữa hai cái thiết kế nghiên cứu chưa? Cái này nó không quan tâm đến tỷ lệ hiện mắc. Bởi vì tôi đã chọn chủ đích là nhóm bệnh và nhóm chứng. Nhá. Khi nói nghiên cứu bệnh chứng mà nói đến tính thực tỷ lệ mắc là gay đấy nhá. Đó. Thế thì đối với nghiên cứu bệnh chứng thì đầu tiên, cái này nhớ chưa? Bỏ xóa cái này đi được chưa? Nhá. Cái này không tính được này. Nhá. Xóa đi này. Xóa khó quá nhỉ. Trong nghiên cứu này nó sẽ tính được odds ratio chứ không tính p-value odds ratio nữa. Các em thấy sự khác biệt không ạ? P-value odds ratio có nghĩa tính trong nghiên cứu cắt ngang và bệnh và phơi nhiễm, người ta cắt ngang một thời điểm. Nhưng trong nghiên cứu bệnh chứng thì phơi nhiễm nó xảy ra trước bệnh. Thế do vậy là nó có giá trị hơn rất nhiều. Người ta tính được OR và OR thì có giá trị hơn POR. Các em thấy sự khác biệt chưa? Trong nghiên cứu bệnh chứng thì các em, khi nói nghiên cứu bệnh chứng thì các em chỉ cần nói cho tôi là tính được OR hay tỷ số chênh, đúng không ạ? Và OR thì nó có giá trị hơn POR, bởi vì chúng ta đã khẳng định được là phơi nhiễm xảy ra trước bệnh. Còn trong trường hợp nghiên cứu cắt ngang, ta tính POR thì người ta chỉ tính được gì, cái sự mối liên quan thôi, còn không tính được quan hệ nhân quả. Thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu tính được quan hệ nhân quả rồi, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tính được OR. OR trong trường hợp này bằng gì các em? Bằng cái gì nhỉ? Đây, dựa vào công thức, OR sẽ bằng độ chênh 1 chia cho độ chênh 2. Độ chênh 1 là bằng A chia cho B, đúng rồi, chính xác. Độ chênh 2 C chia cho D, đúng không ạ? Xong lấy hai cái độ chênh này chia cho nhau thì được là tỷ số chênh, đúng không ạ? Thế thì mọi người học dịch tễ học thì mọi người cứ học một cách máy móc là AD chia cho BC. Mà tôi cứ lộn bảng ADBC tứ tung và mọi người tính sai ấy. Thì trong trường hợp nếu các em hiểu bản chất rồi thì không bao giờ các em tính sai cả. Nhá. Thế thì đến điểm này các em thấy cái sự khác biệt của nghiên cứu bệnh chứng. Đây ạ, OR. Nhá. Nào, thế bây giờ tính cho tôi OR trong trường hợp này thì thôi, giống hệt. Đúng không ạ? Giống hệt như trường hợp nghiên cứu cắt ngang, nhưng chúng ta đã khẳng định được là trong nghiên cứu này chúng ta nói được quan hệ nhân quả. Có nghĩa là gì? Cái phơi nhiễm nó xảy ra trước bệnh. Nhá. Thì đấy là nghiên cứu bệnh chứng. Thế thì với cái thiết kế nghiên cứu bệnh chứng này thì các em thấy là có ưu nhược điểm gì? À, thôi đi nhanh thôi, vì cái phần này không phải là quá trọng tâm. Nó nhanh, ít tốn kém, thường áp dụng cho bệnh hiếm. Bệnh hiếm mà chúng ta cứ chờ, chúng ta theo dõi, chờ đủ bệnh hiếm thì rất là lâu, mà chúng ta phải gom luôn vào một nhóm. Và tính được OR, nói được quan hệ nhân quả, đúng không ạ? Mà trong nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu một loạt các bệnh là không nói được, đúng không ạ? Nghiên cứu được nhiều yếu tố phơi nhiễm đối với một bệnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa khi tôi đã chọn ra một nhóm bệnh và nhóm chứng, đây ạ, nếu theo cái sơ đồ này. Tôi chọn nhóm bệnh và nhóm chứng thì tôi có thể hỏi là ông trước đây ông có hút thuốc không? Ông có uống rượu không? Ông có tập thể thao hay không? Ông có ăn nhiều muối hay không? Vân vân. Thì có nghĩa là chúng ta có thể đánh giá được rất nhiều cái yếu tố phơi nhiễm. Đúng không các em? À. Chúng ta tập trung vào một bệnh nhưng mà chúng ta lại hỏi được rất nhiều yếu tố phơi nhiễm. Đúng không ạ? À. Thế và đây ạ. Cái đặc điểm của nó đó là làm sao chọn được cái nhóm chứng nó tương đương với nhóm bệnh. Cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng. Chúng ta chọn một nhóm bệnh, một nhóm chứng thì hai cái nhóm này nó phải tương đương, tương đồng với nhau về các cái đặc tính, ví dụ như là tuổi, giới, tình trạng mắc bệnh rồi vân vân, trừ cái đặc tính mà chúng ta đang quan tâm nghiên cứu nó khác nhau. Thế còn lại là nó phải tương đương với nhau. Thì làm nào chọn được nó rất là khó khăn. Bên cạnh đó chúng ta phải khẳng định được phơi nhiễm xuất hiện trước bệnh. À, chúng ta phải khẳng định được cái chuyện phơi nhiễm trước bệnh không bệnh. Tôi nhớ là cách đây khoảng vài năm, cả thầy giáo sư Lợi của chúng ta ở đây cùng tôi cùng hội đồng giáo sư có một cái đề tài tiến sĩ mà anh làm nghiên cứu cắt ngang, anh chuyển thành vèo cái anh chuyển thành nghiên cứu bệnh chứng ngay, hoàn toàn khác nhau. Nghiên cứu một cái điều tra yếu tố nguy cơ
người trưởng thành ta làm một nghiên cứu cắt ngang để anh chuyển thành một nghiên cứu bệnh chứng. Thì đúng là không hiểu gì về thiết kế nghiên cứu cả thì mới làm như vậy và tính ra OR. Thế thì chúng ta lưu ý là trong trường hợp nghiên cứu bệnh chứng thì chúng ta phải khẳng định được phơi nhiễm xuất hiện trước bệnh. Và một cái khó khăn đó là cái sai số nhớ lại, bởi vì chúng ta hỏi lại trong quá khứ mà, thì nó sẽ gặp phải cái sai số nhớ lại. Thì đấy là các cái đặc điểm, hay nói cái khác là ưu nhược điểm của nghiên cứu bệnh chứng ạ. Nào thế bây giờ tôi trở lại cái bậc thang bằng chứng hay là cái tháp giá trị bằng chứng ạ. Chúng ta gọi là tháp giá trị bằng chứng được ạ. Chúng ta biết tại sao lại nghiên cứu, ở đây các em sửa lại 4 nhá. Cái này thì không nói rồi nhá, cái này thấp nhất rồi. Nhưng chúng ta biết nghiên cứu loạt bệnh vì sao thấp hơn nghiên cứu cắt ngang chưa? Vì sao? Cái này nó tính được P này, POR và PR. Thế còn cái này nó tính được OR, đúng không? Và nói được quan hệ nhân quả, đúng rồi. Đấy, nhá, thì đấy là tốt hơn nhiều rồi. Đấy, các em đã thấy phân biệt được cái giá trị của từng thiết kế nghiên cứu này rồi, đúng không? Nhá, ba cái rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Bây giờ ta đi tiếp thuần tập này. Rồi, đây là bệnh chứng nhá. Bệnh chứng là tính được OR và tính được OR, tức là nói đến quan hệ nhân quả. Nào, thế bây giờ sang cái thiết kế nghiên cứu quan sát phân tích tiếp theo. Đó là nghiên cứu thuần tập, đúng không? Đó. Quan sát phân tích tiếp theo là nghiên cứu quan sát, nghiên cứu thuần tập. Nghiên cứu thuần tập thì cái cách tiếp cận nó ngược với nghiên cứu bệnh chứng. Chúng ta sẽ từ cái quần thể nghiên cứu, chúng ta chọn ra nhóm có phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm. Tức là nếu như chúng ta nghiên cứu về hút thuốc và tăng huyết áp thì chúng ta coi là hút thuốc là phơi nhiễm, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chia ra làm nhóm phơi nhiễm và nhóm không hút thuốc, hay nhóm không phơi nhiễm hay nói khác là nhóm hút thuốc và nhóm không hút thuốc, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta theo dõi qua thời gian để xem là tình trạng bệnh ở hai nhóm đó như thế nào, đúng không? Nó khác với cái kia là chúng ta bắt đầu từ bệnh và không bệnh, đúng không? Hai cái cách tiếp cận khác hẳn nhau nhé. Một cái là bệnh không bệnh, hỏi ngược lại trong quá khứ. Còn cái này là ta bắt đầu từ phơi nhiễm, không phơi nhiễm, và chúng ta gì theo dõi qua thời gian. Thế thì trong nhóm phơi nhiễm thì sẽ có những người mắc bệnh, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và trong nhóm không phơi nhiễm thì sẽ có những người mắc bệnh và những người không mắc bệnh, đúng không ạ? Thế trong trường hợp này thì chúng ta sẽ tính được một cái chỉ số cực kỳ quan trọng. Đó là RR. Vừa rồi là chúng ta, cái này là nghiên cứu cắt ngang, thế còn nghiên cứu kia thì chúng ta sẽ tính được OR. Thế còn sang nghiên cứu thuần tập thì chúng ta sẽ tính được RR. Nhá. OR chúng ta hiểu rồi nhá. Bây giờ RR là gì? RR viết tắt của từ Risk Ratio. Hay nói cái khác là tỷ số. Nhá. RR. R này là Risk. Cái này là Ratio. Risk Ratio tức là tỷ số nguy cơ. Đó. Tỷ số nguy cơ có nghĩa là tỷ số giữa hai cái nguy cơ với nhau, đúng không? Thế như vậy có nghĩa chúng ta sẽ tính ra nguy cơ trong nhóm 1 và nguy cơ trong nhóm 2. Hay nói cái khác, nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta sẽ phải tính được nguy cơ mắc bệnh trong nhóm phơi nhiễm và nguy cơ mắc bệnh trong nhóm không phơi nhiễm. Chúng ta chia hai cái đó cho nhau thì chính là RR. Thì bằng gì nào? Nguy cơ mắc bệnh trong nhóm phơi nhiễm sẽ bằng gì? A chia cho... chia cho, đúng rồi, bằng A cộng B, đúng rồi, đúng không? Thế còn nguy cơ mắc bệnh trong nhóm không phơi nhiễm sẽ bằng C chia cho C cộng D, đúng rồi. Hai cái đó chia cho nhau chính là RR. Và trong trường hợp này, RR người ta mới nói đến tỷ lệ và người ta mới nói đến gì? Nguy cơ, đúng không ạ? Thế thì cái mà tôi, các em vừa hay nhầm đấy, chính là RR đấy ạ, chứ không phải OR đấy ạ. Ví dụ đây là một nghiên cứu thuần tập thì tôi sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Tôi đang muốn nghiên cứu về mối liên quan giữa hút thuốc lá và tăng huyết áp thì tôi sẽ bắt đầu từ nhóm nào? Hút à, đúng rồi. Tôi sẽ bắt đầu từ nhóm nguy cơ và không nguy cơ, hay nói phơi nhiễm và không phơi nhiễm, đúng không? Theo dõi qua thời gian để phát hiện. Thế chúng ta sẽ bắt đầu từ bao nhiêu người tăng huyết áp? À xin lỗi, bao nhiêu người hút thuốc? 1.000 người hút thuốc và 1.000 người không hút thuốc, đúng không ạ? Xong đó theo dõi qua thời gian. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ tính được nguy cơ mắc bệnh trong nhóm hút thuốc bằng bao nhiêu? 800
chia 1.000 đúng không? Và nguy cơ trong nhóm không hút thuốc sẽ bằng 200 chia 800 và hai cái này chia cho nhau. Đấy, người ta sẽ gọi được bằng 4 nhá, bằng 4. Đấy, bằng 4. Cái này người ta gọi là risk ratio hay còn gọi là relative risk, còn gọi là nguy cơ tương đối. Đấy, các em học thì em sẽ làm quen dần dần cái từ tuyệt đối và tương đối. Absolute tức là tuyệt đối, tuyệt đối khi nói đến dùng một cái hiệu số, dùng một phép trừ. Thế còn relative là tương đối thì người ta nói đến một cái thư số. Nhá. Trong trường hợp này là thương số của hai cái nguy cơ thì người ta gọi là relative risk, hay là nói khác là nguy cơ tương đối. Thế, chứ không phải là nguy tương đối, đúng tương đối mới đúng tuyệt đối đâu. Thế. Thế thì trong trường hợp này các em giải thích con số 4 này là gì? Con đúng rồi, chính xác. Đấy, bây giờ đã nói từ nguy cơ. Trong trường hợp này khi chúng ta đã làm tới nghiên cứu thuần tập rồi thì chúng ta đã tính được nguy cơ rồi, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phiên giải là nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp ở nhóm hút thuốc cao gấp 4 lần nguy cơ mắc bệnh ở nhóm không hút thuốc. Đấy, rất tốt. Đấy, chúng ta đã thấy sự khác biệt chưa? Khác biệt giữa cái kia không phải nguy cơ mà nó là độ chênh nhá, không phải tỷ lệ mắc bệnh mà nó là độ chênh. Chúng ta phải hiểu cái bản chất của nó là như vậy nhá. Đấy, thì học xong bài này rồi mà sau này mà không may anh chị nào mà ngồi một cái hội, làm một cái hội đồng nào đấy mà tôi lại hỏi lại câu này thì không trả lời được thì hơi uổng nhỉ. Chúng ta đã ngồi với nhau mất cả hơn tiếng đồng hồ rồi, chúng ta phải phân biệt được nhá. Thế thì như vậy là các anh chị em đã đến mức này, chúng ta đã tính được RR rồi thì chúng ta rất tự tin chúng ta nói đến nguy cơ, đúng không? Và nguy cơ này nó có giá trị cao nhất so với những cái chỉ số mà chúng ta đã tính toán nhá. Tại sao nói nguy cơ nó lại giá trị hơn? Bởi vì chúng ta đang quan tâm đến nguy cơ cơ mà. Thế còn OR này nó chỉ là cái ước lượng của nguy cơ mà thôi. Nó là độ chênh nhá. Nó là tỷ số chênh. Và tỷ số chênh chỉ là một cái ước lượng. Trong trường hợp chúng ta không tính được nguy cơ thì chúng ta mới tính độ chênh nhá. Thế thì lại quay lại này. Lại quay lại các cái thiết kế nghiên cứu này. Rồi. Quay lại các thiết kế nghiên cứu để chúng ta thấy được cái giá trị của nó. Giá trị bằng chứng này. Rồi. Nào, chúng ta thấy giá trị của nghiên cứu thần tập nó cao hơn nghiên cứu bệnh chứng chưa? Bởi vì nó đã tính được RR hay còn gọi là nguy cơ tương đối hay còn gọi là tỷ số nguy cơ. Thế còn OR thằng này tính được ở trong nghiên cứu bên ngang người ta gọi là tỷ số chênh. Còn thằng này chỉ là tỷ số chênh hiện mắc đúng không ạ? Và thế thôi, còn thằng này thì chả tính được cái gì cả. Thế thì giá trị của nó tăng dần là vì vậy nhá. Thế thì các em hiểu cái bản chất của nó là như vậy. Như vậy chúng ta xong được cái nhánh. À, thế còn nghiên cứu thuần tập thì nó có cái đặc điểm gì? Các em xem, theo các em thì nghiên cứu thuần tập nó có ưu nhược điểm gì? Đây là cái nghiên cứu thuần tập mà chắc là các em đều biết, Framingham Heart Study đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở đây mọi người có nghe nghiên cứu này chưa? Trong ngành tim mạch thì phải nghe. Trong ngành tim mạch thì phải biết cái nghiên cứu này. Nghiên cứu này là một cái nghiên cứu thuần tập tiến hành tại Mỹ từ những năm 1948 và tiến hành cho đến ngày nay. Mà chắc là chỉ có Mỹ mới làm được vì nó mới có tiền. Mình thì cứ theo dõi người dài qua thời gian này là không có tiền, đúng không ạ? Đấy, thì cái thế hệ nghiên cứu viên kìa. À, đây là các thế hệ của người được nghiên cứu này. Đấy, theo dõi cả ông, cả bố, cả con, về sau các đời được theo dõi hết. Thì chính cái nghiên cứu này nó đã phát hiện ra rất nhiều các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch mà các em hiện nay đang được thừa hưởng đấy. Đấy. Thì đây là thiết kế thần tập. Thế thì ưu nhược điểm của nó là gì? Ưu điểm lớn nhất của nó là gì các em? Tính được nguy cơ, đúng rồi, rất tốt. Bây giờ nói được nguy cơ, chỉ trong nghiên cứu thần tập mới tính được nguy cơ nhá. Thế còn nghiên cứu bệnh chứng thì tính được tỷ số chênh, và tỷ số chênh là một cái ước lượng của nguy cơ trong trường hợp chúng ta không thể tính được. Đấy. Thế thì đấy là cái quan trọng nhất, đó là cái ưu điểm của nghiên cứu này. Nhưng nó gì ạ? Vâng, nó tốn kém, rất tốn kém và có cái tỷ lệ mất theo dõi. Thế và cái này nó đánh giá được tác động của một phơi nhiễm đối với nhiều bệnh. Ví dụ, tôi quan tâm đến hút thuốc lá thì từ cái chúng tôi theo dõi cái ông hút thuốc lá và ông không thuốc lá thì tôi phát hiện ra ông này mắc bệnh tim, ông này mắc dạ dày, ông này mắc phổi vân vân, đúng không? Nó khác với cái nghiên cứu bệnh chứng là gì? Tôi nghiên cứu một nhóm bệnh nhưng mà tôi nghiên cứu nhiều phơi nhiễm. Nhưng cái này tôi nghiên cứu một phơi nhiễm nhưng mà lại nhiều bệnh, đúng không ạ? Từ một ông hút thuốc thì ông hút thuốc thì có thể bệnh tăng huyết áp, có thể là bệnh ung thư phổi, đúng không ạ? Có thể bệnh gan mật vân vân, đủ
đủ những thứ bệnh. Đấy, thì đấy là cái, nhưng mà cái khó khăn lớn nhất đó là tiền. À, thì tôi cũng chả nghĩ là các em làm được các nghiên cứu này đâu, trong theo dõi dài. Theo dõi dài thực ra cũng có thể theo dõi được trong bệnh viện. Nên nếu các em nằm bệnh viện khoảng vài năm thì theo dõi các nhóm bệnh nhân vào đây để xem sự thay đổi của họ như nào, hoặc là các em có những cái quản lý bệnh tăng huyết áp cộng đồng, các em theo dõi qua thời gian xem nó sự thay đổi như nào, thì các em sẽ tính được RR. Nhưng mà nói chung là sẽ phải theo dõi khá dài nhé. Nào, thế thì đấy là các cái thiết kế nghiên cứu quan sát rồi. Đây là cái sơ đồ của các cái thiết kế nghiên cứu quan sát. Các em thấy rằng ở đây, nếu như chúng ta xem cái trục thời gian của chúng ta là đây, thì nếu như chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc điểm về bệnh và cái đặc điểm phơi nhiễm vào cùng một thời điểm, chúng ta có thiết kế nghiên cứu gì? Căn ngang, đúng không ạ? Thế còn nếu như chúng ta bắt đầu từ bệnh và hỏi ngược lại trong quá khứ về phơi nhiễm, chúng ta có bệnh chứng. Thế còn nếu chúng ta bắt đầu từ phơi nhiễm mà chúng ta theo dõi qua thời gian để phát hiện ra các bệnh thì đấy là thuần tập, đúng rồi. Thế nhá, thế thì cái nhánh này biết rồi. Thế và chúng ta để mà chuẩn chỉ thì chúng ta phải xem cái chuẩn này. Cái chuẩn này là cái chuẩn cho về sau này, thì nếu các em mà có xuất bản các cái bài báo về các nghiên cứu quan sát thì các em phải theo cái chuẩn CHOP. CHOP là một cái chuẩn quốc tế, người ta quy định các cái chuẩn của một cái báo cáo của những cái nghiên cứu quan sát. Có nghĩa là các em làm các nghiên cứu quan sát như là nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu thuần tập thì các em phải bám vào cái chuẩn này. Cái chuẩn này nó có 24 cái mục các em phải, nó là một cái bảng kiểm thôi. Thì về sau này nếu các em muốn xuất bản quốc tế thì anh em xem cái này nhé, em tham khảo thêm thôi. Đấy, thì đây là hiện nay nếu các em muốn xuất bản quốc tế thì phần lớn các cái tạp chí quốc tế người ta dùng cái chuẩn này để người ta đánh giá các bài báo của các em. Đấy, thì ngoài cái việc các em hiểu bản chất của cái thiết kế nghiên cứu này rồi thì các em phải hiểu cái cách chúng ta báo cáo ra sao. Thì nó có khoảng 24 cái mục mà các em phải theo. Từ đặt vấn đề các em phải viết cái gì này, mục tiêu các em viết cái gì này, phương pháp thì các em viết cái gì này, đối tượng nghiên cứu viết cái gì này, rồi là chọn mẫu, cỡ mẫu, rồi phân tích vân vân, các em viết cái gì. Thì đây chính là cái chuẩn quốc tế. Và chuẩn quốc tế này thì Việt Nam chúng ta chỉ có trường Y tế Công Cộng tôi đang áp dụng, tôi bắt mọi người đang làm. Chứ còn các trường khác thì chưa làm, bởi vì mọi người thấy là nó cũng, nếu mà theo được thì hơi khó dần dần. Nhưng mà muốn xuất bản quốc tế thì phải dùng. Các em có hỏi gì về phần nghiên cứu quan sát không ạ? Chúng ta mới xong được một nhánh. Có nghỉ giải lao đấy. Mấy giờ rồi? Có giải lao. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 3 giờ. Nghỉ đến 3 giờ 15 nhá. Sau đấy vào khoảng một tiếng nữa làm nghiên cứu. Các em có hỏi gì về phần nhánh bên này không ạ? Có vẻ vất vả không? Có vất vả không ạ? Nhưng mà có rõ hơn chưa ạ? Dạ, rõ hơn nhiều rồi đúng không? Thế. Ừ đúng rồi, hỏi đi. Hỏi cho các bạn cùng biết luôn. Có lẽ là chúng ta cứ chờ hết cái cả cái phần can thiệp đi nhỉ. Có em nó lại hơi đụng một chút can thiệp nhỉ. Thì cũng vậy. Cái đó nó không liên quan gì can thiệp, chúng ta xếp loại gì? Cái đấy nghiên cứu quan sát rồi đúng không? Không có tác động đến can thiệp, đúng không? Thế trong trường hợp này chúng ta gọi là nghiên cứu gì các em? Có hai nhóm đúng rồi. Trong trường hợp này các em gọi là thiết kế nghiên cứu gì? Chúng ta có gì? Có nhóm gì? Có hai nhóm đúng không? Nhóm bệnh tim và nhóm không bệnh tim đúng không? Vâng. Đấy, và các cái đặc điểm. Trong đây là một điển hình của nghiên cứu cắt ngang hơn gì nữa. Đây là điển hình của thiết kế nghiên cứu. Tại sao em không tính tỷ lệ? Vậy nếu mà em đã, còn nếu mà em gì ạ? Rồi, ok.
Ừ, đúng rồi. Ừ. Ờ. Ừ. Ok, ok. Ok, ok. Trong trường hợp này thì nó nằm giữa nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu bệnh chứng. Ừ. Ừ. Thì em gọi là nghiên cứu mô tả thôi. Nhá, cái này thiết kế nghiên cứu về sau này. Nhá, các em lưu ý này. Các em không bắt buộc phải gán cho nó một cái tên chính xác. Và có rất nhiều các nghiên cứu thì nó gồm nhiều thiết kế khác nhau. Thế và có nhiều nghiên cứu thì nó nằm ở giữa hai cái loại thiết kế nghiên cứu. Thế quan trọng nhất là chúng ta mô tả được cái đặc điểm chính xác của nó thôi. Nhá, cái quan trọng là cái bản chất. Thế thì cái quan trọng nhất của cái bản chất trong cái nghiên cứu của em ấy, thì kiểu gì em vẫn phải tính OR. Nhá, nhưng cái OR của em vẫn chỉ là POR thôi, bởi vì nó là trong một thời điểm. Nhá, thì quan trọng vẫn là, trong trường hợp này vẫn là quan sát phân tích, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng không phải là cắt ngang, bởi vì em không tính tỷ lệ, vì em đã chọn nhóm bệnh và không bệnh một cách chủ đích. Nhưng cũng không phải là bệnh chứng, bởi vì em không hỏi về quá khứ mà em hỏi hiện tại. Đấy, đúng không ạ? Đấy, như vậy là cái trường hợp đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nên do vậy các em lưu ý này, các em lưu ý là không phải bao giờ chúng ta cũng gán được nghiên cứu của chúng ta cho một cái tên thiết kế nghiên cứu nào đấy. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu cái bản chất của chúng ta, để từ đó chúng ta đưa ra phương pháp phân tích, đưa ra cái tính toán chỉ số phù hợp. Trong nghiên cứu của em không tính P nhá, em không tính cái này. Nhưng em sẽ tính cái này và tính cái này, đúng không? Em không tính được cái OR này và em không tính cái này, đúng không? Em tính hai cái này thôi. Thì nó nằm giữa là nghiên cứu gì? Bệnh chứng và nghiên cứu cắt ngang, đúng không? Nghiên cứu can thiệp là việc chúng ta có tác động đến đối tượng nghiên cứu, đúng không ạ? Thưa mọi người có thể hỏi tôi, rất nhiều người có thể hỏi cái câu, nếu như em không phải là người can thiệp nhưng mà em làm một cái nghiên cứu, em lấy số liệu ở một cái bệnh viện khác chẳng hạn, những cái bác sĩ ở đó người ta can thiệp, thì nghiên cứu đó chúng ta gọi là nghiên cứu quan sát thôi, cũng là nghiên cứu quan sát hiệu quả can thiệp thôi, chứ không phải là nghiên cứu can thiệp do chúng ta đưa vào, chúng ta các cái can thiệp không phải do chúng ta đưa vào nhé. Thế thì trong nghiên cứu can thiệp ấy, đây ạ, thì nó có nghiên cứu có nhóm đối chứng và nhóm không có nhóm đối chứng. Và chúng ta lưu ý là đối với nghiên cứu can thiệp thì nó sẽ có đối chứng và không có đối chứng. Trong nhóm nghiên cứu có đối chứng thì chúng ta có cái trường hợp là lựa chọn nhóm can thiệp và nhóm đối chứng một cách ngẫu nhiên. Thế còn trong trường hợp mà không ngẫu nhiên, đấy, chúng ta còn có trường hợp không ngẫu nhiên nữa. Thì tôi có một cái sơ đồ nó chi tiết hơn, nhưng mà thôi cái phần này nó hơi phức tạp thì anh chị em có thể tham khảo về cái cách phân tích. Thế thì khi chúng ta nói đến nghiên cứu can thiệp thì chúng ta thường nói đến một cái chuẩn vàng, trước đây chúng ta hay gọi là chuẩn vàng, đó là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, viết tắt là RCT, Randomized Controlled Trial, là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Thì đấy là cái người ta gọi là chuẩn vàng, RCT là chuẩn vàng. Hay nói cách khác là khi chúng ta đã thực hiện các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thì cái bằng chứng rút ra được từ thiết kế nghiên cứu này nó rất có giá trị, nó có giá trị ở cấp độ 1 hay nói có giá trị nhất, nhưng nó vẫn ở mức độ 1C thôi, bởi vì nó còn thấp hơn cái nghiên cứu tổng quan hệ thống và phân tích gộp thì chúng ta sẽ học trong những ngày tới. Thế thì khi nói đến các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thì cần phải có 3 điều kiện. Thứ nhất là phải có can thiệp do chúng ta đưa vào, chúng ta chủ động chúng ta đưa vào. Thế còn nghiên cứu can thiệp như của người khác thì đấy chỉ là nghiên cứu quan sát can thiệp, quan sát hiệu quả can thiệp mà thôi. Thế còn cái nghiên cứu chúng ta là những người mà chủ động đưa vào, chúng ta là những người xây dựng các phác đồ điều trị, chúng ta là những người mà tham gia trực tiếp điều trị vân vân, thì đấy là có can thiệp. Thứ hai là phải có nhóm đối chứng. Nhóm đối chứng thì chúng ta mới khẳng định được hiệu quả can thiệp là do chính can thiệp. Chúng ta đều biết là gì ạ? Bệnh của chúng ta 90% tự khỏi. Thế còn nếu như chúng ta cứ làm nghiên cứu mà không nhóm đối chứng thì chúng ta không chứng minh được là cái hiệu quả đó là do can thiệp của chúng ta. Thì đấy là nghiên cứu, cái điều kiện thứ hai của nghiên cứu can thiệp, đó là cái nhóm đối chứng, phải có nhóm đối chứng. Vâng. Rất nhiều các nghiên cứu chúng ta không có nhóm đối chứng thì chúng ta không thể khẳng định được cái kết quả
mà chúng ta đạt được đấy là do can thiệp hay là do các yếu tố nào. Đấy là cái điều kiện thứ hai. Và điều kiện thứ ba là cái nhóm đối chứng và nhóm can thiệp phải được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Nếu không ngẫu nhiên thì sao? Nếu không ngẫu nhiên thì nó sẽ gây ra những cái sai chạch. Tôi ví dụ, chẳng hạn bây giờ tôi nghiên cứu thuốc mới, một cái thuốc mới và một nhóm thuốc cũ. Thế thì nếu tôi không chọn ngẫu nhiên thì tôi chọn toàn những người nhà tôi vào điều trị nhóm thuốc mới. Thuốc mới nó bản chất nó đã tốt rồi, nhưng người nhà tôi toàn những người sống ở Hà Nội, có điều kiện kinh tế tốt hơn, có hiểu biết tốt hơn, thì kết quả nó lại tốt hơn, nó làm sai chạch toàn bộ kết quả nghiên cứu đi. Thế do vậy là ba cái điều kiện này chúng ta phải thỏa mãn. Thế còn một trong ba cái điều kiện này không thỏa mãn thì chúng ta gọi là thiết kế nghiên cứu bán thực nghiệm hay là giả thực nghiệm. Người ta tiếng Anh gọi là quasi experimental design. Đấy. Còn nếu mà full experimental design thì phải đạt đủ ba cái điều kiện này. Thế đây có ai làm nghiên cứu can thiệp không ạ? Chúng ta phần lớn nếu có thì chỉ là quan sát hiệu quả can thiệp thôi, đúng không ạ? Vâng. Thế còn nếu chúng ta làm nghiên cứu can thiệp thì chúng ta sẽ phải đảm bảo rất nhiều các điều kiện nghiêm ngặt của nó. Thế tuy nhiên thì tôi sẽ không đi vào rất sâu phần thiết kế, mà tôi sẽ đi sâu vào các một chút về các cái chỉ số mà tính toán ở trong các nghiên cứu can thiệp để cho các em hiểu. Và khi mà đặc biệt là các em đọc y văn cũng như là được các công ty dược người ta trình bày thì các em sẽ hiểu. Về bản chất ý, thì thiết kế nghiên cứu can thiệp nó khá giống với nghiên cứu gì ạ? Nghiên cứu gì nhỉ? Can thiệp, nếu các em nhìn vào đây, nó khá giống với thiết kế nghiên cứu gì mà chúng ta vừa trình bày nhỉ? Khá giống với nghiên cứu thuần tập. Nó cũng có nhóm can thiệp và nhóm đối chứng, còn kia là có nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm. Và chúng ta nhóm can thiệp và nhóm chứng hay là nhóm dùng một cái can thiệp cũ. Đấy, và chúng ta theo dõi qua thời gian thì sau thời gian chúng ta sẽ phát hiện ra được bệnh và không bệnh thì chúng ta sẽ tính được RR trong nghiên cứu này. Vâng, nó khác với nghiên cứu thuần tập là gì? Em lưu ý nhé. Nghiên cứu can thiệp nó khác với nghiên cứu thuần tập ở cái điểm là trong nghiên cứu thuần tập thì các yếu tố phơi nhiễm là bản thân nó có, tự động nó có. Thế còn trong nghiên cứu can thiệp là chúng ta đưa vào can thiệp, tức là chúng ta chủ động hơn nhiều. Cái can thiệp chúng ta đưa vào có nghĩa là chúng ta chủ động và chúng ta kiểm soát được can thiệp đó. Thế và chính vì vậy là trong nghiên cứu này người ta cũng tính được RR, tức là nguy cơ mắc bệnh trong nhóm có can thiệp chia cho nguy cơ mắc bệnh trong nhóm không can thiệp, người ta tính được RR. Nhưng RR này nó sẽ có giá trị hơn là RR trong nghiên cứu thuần tập. Quay lại cái bậc thang bằng chứng, các em sẽ thấy đây ạ, nhá. Nghiên cứu thuần tập tính được RR, nhưng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng tính được RR, nhưng cái can thiệp mà chúng ta đưa vào đó là những cái mang tính chất chủ động và cái chúng ta kiểm soát được. Thế bên cạnh đó thì nó còn tính được thêm một số các cái chỉ số khác như sau. Thì tôi đây lấy một cái ví dụ để các em hiểu các cái chỉ số tính được trong các nghiên cứu can thiệp. Và cái này rất quan trọng đối với các bác sĩ, để khi chúng ta đọc y văn cũng như là khi các công ty dược. Mọi năm ấy là các em, bây giờ các em những cái năm đầu tiên, anh Quang với anh Hạnh vừa nói là 12 năm nhưng thực ra là 13 năm rồi. Tôi trước đây tôi bắt đầu dạy cái khóa đầu tiên ở trường y mà một mình tôi dạy thôi. Cái năm đó thì anh Quang và anh Hùng không tham gia được. Thế do vậy cái khóa đầu tiên là khóa trường y năm 2007. Thì lúc đó sau những năm sau thì các công ty dược tài trợ rất nhiều cho những khóa này. Mà các em không phải đóng tiền mà các em còn được thưởng rất nhiều thứ. Thế thì hồi đó là cứ mỗi cái hội thảo đó thì các công ty dược người ta vào người ta trình bày rất nhiều những cái về bằng chứng. Thế thì trước đó thì chúng tôi dạy các khái niệm đó, công ty dược vào trình bày thì các em hiểu được các khái niệm đó và các em hỏi trao đổi người ta thì nó rất là tốt. Thế thì đây tôi lấy ví dụ để các em thấy được là các cái chỉ số chúng ta tính toán được. Ví dụ chúng ta có một cái thuốc mới, chúng ta muốn so sánh với một thuốc cũ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải thực hiện thiết kế nghiên cứu can thiệp. Trong đó có ba điều kiện chúng ta phải đảm bảo, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta có can thiệp. Can thiệp ở đây là thuốc mới hoặc thuốc cũ, đúng không ạ? Cái thứ hai là có nhóm đối chứng, đúng không ạ? Nhóm đối chứng chính là thuốc gì? Thuốc cũ, đúng không ạ? Thế và chúng ta phải phân bổ ngẫu nhiên ra nhóm bệnh nhân nào vào thuốc mới và nhóm bệnh nhân nào vào thuốc cũ thì phải phân bổ một cách ngẫu nhiên. Thế giả sử nghiên cứu này là có 250 bệnh nhân dùng thuốc cũ và 250 bệnh nhân dùng thuốc mới. Và chúng ta theo dõi qua thời gian thì sau một thời gian thì ở nhóm thuốc cũ
thì tỷ lệ tử vong có 50 người tử vong trong năm 250 người theo dõi thì có 50 người tử vong, còn nhóm thuốc mới là 30 người tử vong. Thế thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính được các cái chỉ số như sau. Các chỉ số như sau. RR thì nó sẽ tính được, từ đầu tiên là chúng ta sẽ tính, các em cùng tính với tôi nhé, nguy cơ mắc bệnh trong nhóm thuốc cũ bằng bao nhiêu ạ? Cùng tính đi, mở máy tính ra tính để cho nó nhớ, không lại quên. Nguy cơ tử vong trong nhóm thuốc cũ bằng bao nhiêu? Nào, xóa cái này đi. Nào mọi người tính đi, bằng 50 chia cho 250 bằng bao nhiêu phần trăm? Bằng bao nhiêu phần trăm? 20% đúng không ạ? Rồi, đấy là nguy cơ. Đấy, tôi sẽ viết ra thì các em sẽ nhớ ngay mà. Trong e-văn cũng như là trong các cái bài báo ấy, thì nó viết các cái công thức hay là viết tắt thì chúng ta hơi khó hiểu. Nếu như chúng ta mà không hiểu bản chất của nó thì chúng ta đọc chúng ta không hiểu gì, nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu bản chất được thì chúng ta đọc rất dễ thôi ạ. Nào bây giờ chúng ta cùng tính nhá. Bây giờ tôi tính tỷ lệ. Đầu tiên tôi tính nguy cơ. Ở trong này nó ghi mấy cái chỉ số viết tắt thì tôi sẽ tính sau nhá. Nhưng bây giờ tôi cứ tính nguy cơ. Nguy cơ tử vong tôi cứ viết là nguy cơ R. R là risk. Nguy cơ ở trong nhóm gì? Thuốc cũ này. Sẽ bằng 50 chia cho 250 sẽ bằng 20% hay là bằng 0,2 nhá. Nào. Thế bây giờ đến R, tức là nguy cơ ở trong nhóm gì? Thuốc mới nha. Sẽ bằng 30 chia cho 250 sẽ bằng bao nhiêu phần trăm? 12% đúng không? Ok. Thế như vậy là chúng ta tính rất dễ, và hai cái này chia cho nhau thì nếu như tôi tính chữ R, R sẽ bằng 12% nguy cơ tử vong trong nhóm thuốc gì? Mới chia cho nguy cơ tử vong trong nhóm thuốc cũ sẽ bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Vâng, bằng 0,6 hay là 60% đúng không ạ? Trong trường hợp này chúng ta phiên giải nào ạ? 0,6. Phiên giải rất dễ đúng không ạ? Nguy cơ tử vong ở nhóm điều trị thuốc mới chỉ bằng 60%. 60% của nhóm thuốc cũ, hay nói khác bằng 0,6 lần so với nguy cơ của nhóm được điều trị theo thuốc cũ đúng không ạ? Đấy thì đấy chính là cái chỉ số đầu tiên chúng ta tính là RR đúng không ạ? Đấy. Bên cạnh RR đây nhá, cái này nó ghi là IER và CER, có nghĩa là cái này là intervention event rate, cần cái này là control event rate. Thực ra là đây là nguy cơ thôi ạ nhá. Cái này trong các tài liệu e-văn thì các em thấy nó viết này nghe chừng nó phức tạp, nhưng mà thực ra nó là nguy cơ thôi đúng không? Nguy cơ trong nhóm gì? Nhóm điều trị thuốc mới và nguy cơ trong nhóm điều trị thuốc cũ. Thế thôi, hai cái chia cho nhau thì chính là nguy cơ tương đối đúng không? Hai cái này, ba cái này các em hiểu rồi đúng không ạ? Nhá, cái này chính là R1, cái này chính là R2 hoặc là ngược lại. Xong đấy nếu tôi muốn chia hai cái cho nhau chính là nguy cơ tương đối hay là tỷ số nguy cơ. Giống hệt nhau nhé. Thì chúng ta tính ra được là bằng 0,6. Thì chúng ta sẽ phiên giải là nếu dùng thuốc cũ thì nguy cơ tử vong chỉ bằng 0,6 đúng không? Lần so với nguy cơ tử vong cũ. Thế bây giờ người ta sẽ tính thêm một số cái chỉ số nữa này. Giảm nguy cơ tương đối và giảm nguy cơ tuyệt đối. Đây là các em nhìn này, hơi lằng nhằng một tí này. Giảm nguy cơ tuyệt đối, giảm nguy cơ tương đối, đấy, giảm nguy cơ tuyệt đối. Đấy. Giảm nguy cơ tương đối và giảm nguy cơ tuyệt đối, như tôi nói là ban đầu tôi nói là tương đối là thương số và tuyệt đối là một cái hiệu số. Thế và số cá thể cần điều trị thì chúng ta sẽ tính rất nhanh như sau. Đấy nhá, trong trường hợp này nhá, trong trường hợp này thì hai cái này, cái nguy cơ nền của chúng ta nếu như chúng ta dùng thuốc cũ là 20% mà chúng ta dùng thuốc mới chỉ còn 12%, như vậy là chúng ta có cái giảm nguy cơ tuyệt đối nhá. Giảm nguy cơ tuyệt đối người ta viết tắt là ARR, absolute risk reduction, thì chúng ta lấy giá trị tuyệt đối của 12% trừ đi 20% bằng mấy phần trăm? 8% đúng không ạ?
Có nghĩa là nếu tôi điều trị thuốc mới, tôi đã giảm được nguy cơ về mặt tuyệt đối là 8%. Đúng không các em? Thì cái con số này, còn cái con số này các em hiểu rồi, con số này cũng hiểu rồi đúng không? Thế bây giờ nếu như tôi dùng thuốc cũ, nguy cơ nền là 20%, mà bây giờ tôi giảm được 8%. Thế vậy thì cái giảm nguy cơ tương đối của tôi là viết tắt là RRR là gì? Relative Risk Reduction, tức là bằng 8% chia cho 20%. Bằng bao nhiêu? 40%, đúng không? Có nghĩa là về mặt tương đối tôi đã giảm được nguy cơ đi 40%. Các công ty dược rất thích trình bày số này vì nó cao, đúng không? Nhưng mà hai cái này thì bản chất nó khác nhau mà chúng ta có thể phiên giải. Đấy, phải báo cáo cả hai. Đây là giảm nguy cơ tuyệt đối và đây là giảm nguy cơ tương đối, đúng không? Thế và một cái cuối cùng đó là NNT, tức là số cá thể cần can thiệp. NNT sẽ bằng 1 chia cho giảm nguy cơ tuyệt đối 8% bằng 12,5 gì đấy, đúng không? 12,5. Có nghĩa là gì ạ? Các em có hiểu con số 12,5 không? Đây, tính toán đây. 12,5 là gì? Số này rất quan trọng đối với bác sĩ. Vậy sao đọc y văn thầy Hùng thể nào cũng hỏi câu này. NNT của thuốc bằng bao nhiêu? Có nghĩa là gì? Chúng ta phải điều trị bao nhiêu trường hợp thì mới cứu sống được thêm một trường hợp. Ở đây có nghĩa là chúng ta phải điều trị 13 bệnh nhân chúng ta mới cứu thêm được một trường hợp so với thuốc cũ, đúng không ạ? Đúng không em? Giảm nguy cơ tuyệt đối là 8% thì chúng ta lấy 100% chia cho 8% thì ra số người cần phải điều trị để cứu được một trường hợp. Hay người ta gọi là số cá thể cần can thiệp để phòng ngừa được một biến cố. Đấy, con số này cực kỳ quan trọng. Con số này càng cao thì tốt hay càng thấp thì tốt? Càng thấp thì tốt, đúng rồi, chính xác. Rất đơn giản như vậy thôi. Bây giờ đọc NNT thì phải hiểu, đúng không? Và chắc chắn trong nghề tim mạch phải động cái này rất nhiều. Trong nghề tim mạch thì những cái chỉ số này phải dùng rất là nhiều. Các em có hỏi gì về các chỉ số này không? Cái này mọi năm, những cái năm đầu tiên như tôi nói là các công ty dược họ đến họ trình bày nhiều lắm. Sau đấy thảo luận rất là vui. Các cái thuốc mới của họ ấy mà. Họ trình bày ra cho mọi người thảo luận. Họ trình bày ARR, rồi RRR, rồi NNT, rồi IEC, rồi IER, rồi ICR, vân vân. Tóm lại là loạn sinh gậu lên, nếu mà mình không học thì mình không biết được. Thế còn học như này cái thì chúng ta biết ngay, nó loanh quanh, nó vẫn từ cái bảng 22 thì chả có gì cả. Nhớ, trong bảng, trong dịch tễ học thì nó có bảng 22 gọi là 2 by 2 table. Thì nó loanh quanh, nó phân tích ra khối thứ nhỉ, đau hết cả đầu từ đầu nhỉ. Có mỗi hai hàng với hai cột mà phân tích ra đủ thứ cả. Đấy thì các em thấy rằng là các cái con số nó rất là nhiều, nhưng chúng ta hiểu cái bản chất của nó từ cái bảng 22 thì chúng ta có thể phiên giải được. Thế nên mọi người có hỏi gì về các con số này không? Tóm lại từ đầu giờ tôi đều lấy cái ví dụ bảng 22, từ nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu thuần tập sang nghiên cứu can thiệp, đều là cái bảng 22 cả. Đấy. Còn về sau này thực tế thì các em sẽ có bảng 2N và N nhân N, thì bản chất cũng vẫn thế. Có hỏi gì về các cái chỉ số này không? Ok, nếu không hỏi thì chúng ta sẽ đi tiếp. Tôi sắp xong cái phần. Thế trong nghiên cứu tim mạch ấy thì có một cái dạng thiết kế rất quan trọng, đó là nghiên cứu sống còn. Sống còn, và rất nhiều năm và tôi bao giờ tôi cũng khuyến khích các anh chị em làm cái thiết kế nghiên cứu này. Để trong tim mạch hoặc là trong nghiên cứu ung thư ấy thì mọi người làm rất là nhiều, tức là cái rất có điều kiện để làm, nhưng mà ngồi các hội đồng đề cương của các bạn thì chả thấy ai làm cả. Không biết năm nay có ai làm không, nhưng mà rất là ít người làm những cái nghiên cứu này, rất hay. Nghiên cứu sống còn thì đây, nhìn vào cái sơ đồ này mọi người có hiểu không? Đọc cái sơ đồ này có hiểu không? Vâng, trong ngành tim mạch thì không thể không biết nhá. Trong tim mạch thì không thể không biết đến NNT này, rồi đến bậc thang bằng chứng này. Thầy Hùng chắc chắn, thầy Hùng sẽ hỏi, thầy Quang, thầy Hùng sẽ hỏi, hỏi thi các em. Nếu mà về sau này mà học tốt nghiệp mà phải thi vào tim mạch thì các thầy thể nào cũng hỏi. Đấy, hỏi là các em về các cái bậc thang bằng chứng, giá trị bằng chứng, rồi hỏi cho các em các cái tham số tôi vừa trình bày ấy. Thế còn đây là cái nghiên cứu sống còn thì nhìn vào đây các em có hiểu không? Đấy, ví dụ nhìn vào đây, nhìn vào cái sơ đồ này. Đây là một cái biểu đồ
mà điển hình trong nghiên cứu phân tích sống còn, người ta gọi là Kaplan-Meier. Và ngành tim mạch thì không thể không biết được, đặc biệt tim mạch can thiệp thì không thể không biết đến cái sơ đồ này. Thì hai cái biểu đồ này là một, nó lộn ngược với nhau thôi. Nó viết trông nó hơi xấu xấu giống khác nhau, nhưng mà nó bản chất của nó sẽ phiên giải nó giống nhau như sau. Giả sử tôi nhìn vào quan tâm đến cái biểu đồ này. Biểu đồ này thì cái trục tung của nó, trục hoành của nó thể hiện cái thời gian sống thêm. Có nghĩa nếu như chúng ta mà theo dõi một bệnh nhân sau can thiệp mạch vành chẳng hạn, thì xem người ta sẽ sống thêm được bao nhiêu. Thế và cái trục tung nó thể hiện cái xác suất sống của bệnh nhân. Thế, giả sử tôi có một nhóm can thiệp theo phương pháp mới và một nhóm can thiệp theo phương pháp cũ. Tôi so sánh qua thời gian thì chúng ta xem sự khác biệt của hai cái nhóm này như thế nào. Thì nó phiên giải như sau. Nếu như tôi bắt đầu điều trị hay nói bắt đầu can thiệp phương pháp mới và phương pháp cũ thì 100% đối tượng nghiên cứu sẽ sống sót, tức là tỷ lệ sống sót là 100%, đúng không các em? Thì vào thời điểm 0 ngày này, tức là sau khi can thiệp, bây giờ can thiệp mạch vành, rồi can thiệp mạch vành có bóng, có stent phủ thuốc, một cái là không có stent phủ thuốc chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không ạ? So sánh stent có phủ thuốc so với stent không phủ thuốc, thì vào thời điểm bắt đầu can thiệp thì tất cả đều sống, có nghĩa là xác suất sống là 100%. Sau đó chúng ta theo dõi qua thời gian, tôi ví dụ vào cái thời điểm 75 ngày sau can thiệp thì tôi gióng lên trên này, thì nhóm đối chứng tôi gióng trong này, tỷ lệ sống sót còn 30%, đúng không ạ? Các em nhìn rõ chưa? Thế lại chúng ta vẫn 75 ngày chúng ta gióng lên trên này, nhóm can thiệp chúng ta gióng như này sang bên này thì tỷ lệ sống sót còn 65%, đúng không? Thì rõ ràng thấy cái sự khác biệt chưa? Đấy, sự khác biệt là nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. Và cùng một cái thời điểm thì bao nhiêu phần trăm còn sống, bao nhiêu phần trăm đã chết. Đấy, tương tự như với cái sơ đồ này hay cái biểu đồ này thì người ta ngược lại, đây là xác suất chết, nó lộn ngược lại. Thì đây vẫn là gì? Thời gian sống. Và khi bắt đầu nghiên cứu thì xác suất chết bằng 0, đúng không ạ? Nó khác với xác suất sống còn là bằng 100%. Thì xác suất chết là 100 bằng 0. Thì cứ qua thời gian thì chúng ta sẽ thấy, ví dụ như vào thời điểm này 10 ngày này, chúng ta gióng lên thì nhóm can thiệp thì cái xác suất chết chỉ là khoảng 35%, nhưng mà nếu chúng ta gióng lên trên này cái xác suất là 55%, đúng không? Thì các em thấy cái sự khác biệt, hay nhìn thấy cái sơ đồ này là chúng ta đã phiên giải được chưa? Rồi, đúng không ạ? Vâng. Thế và trong nghiên cứu sống còn ấy thì nó có một cái chỉ số nữa, đó là HR. Chúng ta tạm dịch là tỷ số nguy hại hay là tỷ số có biến cố, hazard ratio. Nó hơi ná ná giống RR. Nó hơi ná ná giống RR, nhưng cái mẫu số của nó là cái thời gian sống thêm. Thế, và nếu chúng ta tính được RR mà nhỏ hơn 1 thì xác suất xảy ra biến cố ở nhóm can thiệp thấp hơn. Tức là cái chỉ số nguy cơ hay chỉ số nguy hại nó thấp hơn thì có nghĩa can thiệp tốt hơn, đúng không ạ? Đúng không? Giống như là RR bằng 0.6 ấy thì có nghĩa là can thiệp giảm nguy cơ tử vong, đúng không? Thế còn RR cũng như HR mà lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ loại xác suất biến cố can thiệp lại gây ra nguy cơ tử vong cao hơn. Thì đấy là ví dụ như vậy, đây cũng một cái ví dụ nữa. Vâng. Nhá. Đây là cũng một cái nghiên cứu mà theo dõi sống còn mà chúng ta bắt đầu từ xác suất sống và chúng ta theo dõi qua thời gian nhá. Thì đấy là biểu đồ Kaplan-Meier và cái tỷ số HR. Thế thì cái này trong nghiên cứu can thiệp tim mạch thì không thể không biết nhá. Các em chắc chắn sẽ động chạm đến phải đọc các cái biểu đồ Kaplan-Meier cũng như là phiên giải cái chỉ số HR. Cái HR thì các em có thể tạm dịch là cái xác suất nguy hại hoặc là xác suất có biến cố cũng được, nhưng về bản chất của nó gần gần giống R, nhưng mà cái mẫu số của nó sẽ là thời gian sống thêm. Bởi vì trong các dạng thiết kế nghiên cứu can thiệp thì nghiên cứu sống còn thì cái thời gian sống thêm là rất quan trọng. Đây ạ, đây là thời gian follow up hay là thời gian sống thêm. Đấy, thì đấy là cái tôi muốn trao đổi thêm về một cái dạng nghiên cứu mà nó cũng là can thiệp nhưng mà nó quan tâm đến cái thời gian sống thêm của bệnh nhân, thì người ta gọi là nghiên cứu sống còn nhá. Thế như vậy là nghiên cứu can thiệp thì chúng ta tính RR này, chúng ta tính RRR này, ARR và NNT. Thế nhưng một cái dạng đặc biệt của nó đó là nghiên cứu sống còn, khi chúng ta quan tâm đến thời gian sống thêm của bệnh nhân thì chúng ta sẽ có biểu đồ Kaplan-Meier và chúng ta tính được HR. Thì đấy là các vấn đề liên quan đến thiết kế nghiên cứu can thiệp. Thế và đây là cái chuẩn
Vâng, đây là cái chuẩn mực báo cáo nghiên cứu can thiệp. Thế, nếu như các em làm các nghiên cứu can thiệp thì về sau này thì các em sẽ phải sử dụng cái chuẩn này. Cái chuẩn trước ấy, tôi có trình bày các em là TROP là dành cho các thiết kế nghiên cứu quan sát. Thế còn đây là chuẩn TROP là CONSORT là dành cho nghiên cứu can thiệp. Đấy. Thì tới đây thì tôi cũng đang thuyết phục Hội đồng Y sinh học quốc gia của chúng ta là đưa cái chuẩn này vào để đánh giá các cái thử nghiệm lâm sàng ở Việt Nam. Thì cũng đang thuyết phục các thầy và hy vọng trong thời gian tới là chúng ta sẽ áp dụng cái chuẩn này vào để đánh giá các cái nghiên cứu can thiệp ở Việt Nam. Thế thì đấy là cái phần mà tôi muốn giới thiệu các anh chị em. Thế và có một cái trang web nữa, đó là cái trang web này là cái trang web mà nó đưa ra rất nhiều các cái chuẩn mực về các cái thiết kế nghiên cứu khác nhau. Tôi ví dụ này, CONSORT nhá thì là dành cho nghiên cứu, CONSORT là nghiên cứu can thiệp, TROP là nghiên cứu quan sát, PISMA là tổng quan có hệ thống. Còn cái này là dành cho START này như là dành cho nghiên cứu định tính thì phải. À đây cái này là nghiên cứu định tính này. Nó nhiều lắm tôi không biết hết được. Còn SAMPLE là cái chuẩn này, chuẩn dành cho phân tích thống kê. Thì tôi thường dùng cái này và thỉnh thoảng có dùng cái này, nhưng mà cái này dùng nhiều nhất này. Cái này dùng nhiều hơn này. Cái này dùng nhiều nhất này, cái này dùng ít hơn tí này, cái này dùng ít hơn. Đấy. Thì các em có thể tham khảo, đây là cái chuẩn mực quốc tế về các cái báo cáo cho các cái thiết kế nghiên cứu khác nhau. Thì hiện nay các cái công trình nghiên cứu trên khoa học, các công trình khoa học quốc tế thì người ta dùng các cái chuẩn này. Thì đấy là cái bài mà tôi muốn giới thiệu các em. Tôi quay trở lại các em. Như vậy là các em, tôi đã trình bày xong cho các em về các cái thiết kế nghiên cứu. Đây ạ. Đây ạ. Vâng. Đây là cái sơ đồ về các cái thiết kế nghiên cứu mà chúng ta thường gặp trong khi chúng ta làm các nghiên cứu về khoa học y học hoặc là nghiên cứu lâm sàng. Thì sau đây là có thời gian dành cho các em sẽ hỏi các vấn đề. Thế, như vậy là tổng hợp lại thì các em nhìn vào sơ đồ này chúng ta sẽ thấy rằng là khi nói đến nghiên cứu khoa học y học hay nói là các thử nghiệm các nghiên cứu lâm sàng, ta sẽ hai nhóm đúng không ạ? Nhóm gì? Quan sát và can thiệp đúng không? Trong quan sát thì chúng ta có quan sát gì? Mô tả và phân tích đúng không? Trong quan sát mô tả thì chúng ta có gì? Loạt các ca bệnh và cắt ngang, nhưng mà cắt ngang bây giờ lại xếp sang nghiên cứu phân tích đúng không ạ? Thì trong quan sát phân tích thì chúng ta lại có gì? Nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập. Thế còn trong sang nghiên cứu can thiệp thì chúng ta có can thiệp gì? Có đối chứng và không có đối chứng. Thế và trong nghiên cứu đối chứng thì có đối chứng được phân bổ ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên nhá. Thế bây giờ trong các cái thiết kế nghiên cứu này thì các cái chỉ số tính toán được như sau. Nghiên cứu loạt ca bệnh thì tính được cái gì ạ? Không tính cái gì cả, chúng ta chỉ tính mô tả thôi. Có thể tính tỷ lệ, có thể tính số trung bình, nhưng nó mô tả là chính. Thế còn trong nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta sẽ tính được P này, POR này và PR đúng không ạ? Trong nghiên cứu thuần tập, căn nghiên cứu bệnh chứng thì tính cái gì ạ? OR đúng không? Trong nghiên cứu thuần tập thì chúng ta tính được RR đúng không? Còn trong nghiên cứu can thiệp chúng ta sẽ tính được gì? Không nghiên cứu can thiệp thì tính được gì ạ? RR đầu tiên đã đúng không ạ? Nhưng RR này là do vì chúng ta can thiệp chúng ta chủ động được nên nó có giá trị hơn. Ngoài ra thì ngoài RR chúng ta sẽ tính được gì? ARR tức là giảm nguy cơ tuyệt đối. RRR là giảm nguy cơ tương đối và NNT là số ca thể cần điều trị. Và trong cái nghiên cứu can thiệp thì có một dạng đặc biệt mà tim mạch chúng ta hay gặp, đó là nghiên cứu gì? Sống còn, thì trong đó có biểu đồ Kaplan-Meier và cái chỉ số chúng ta hay gặp đó là HR, đúng rồi. Đấy, thì đấy là cái mà tôi muốn. Thế bây giờ tôi hỏi các anh chị em một cái câu này, nếu mà trả lời được thì là tốt này. OR được tính từ thiết kế nghiên cứu nào? Hỏi ngược lại. OR tức là tỷ số chênh đấy. Bệnh chứng gì? Cắt ngang có tính được không? Đúng rồi, vẫn tính được đúng không ạ? Thuần tập có tính được không? Có tính được không? Can thiệp có tính được không ạ? Tất cả đều tính được. Vì sao? Trong các thiết kế nghiên cứu thuần tập và can thiệp người ta không tính OR bởi vì người ta đã tính được RR thì người ta dùng OR làm gì đúng không ạ? Nhưng mà trong các bài báo của các công ty người ta trình bày ấy, người ta rất thích trình bày OR nhá, vẫn tính được bình thường đúng không ạ? OR nó cao thì cái hiệu quả nó kém chừng
nó cao hơn, đúng không ạ? Thì các em lưu ý. Như vậy khi hỏi đến OR tính được từ thiết kế nghiên cứu nào thì các em phải trả lời là cắt ngang tính được này, bệnh chứng tính được này, thuần tập tính được và can thiệp tính được, đúng không ạ? Nhưng người ta thường dùng trong nghiên cứu thì bệnh chứng và nghiên cứu cắt ngang, bởi vì các thiết kế nghiên cứu đó người ta không tính được RR. Còn nếu chúng ta đã tính được RR rồi hay là nguy cơ tương đối rồi, đã nói đến nguy cơ thì nó trên cái độ chênh nhiều, đúng không ạ? Thì người ta không dùng cái kia nữa chứ không phải là nó không tính được. Đấy, thì đấy là cái nội dung mà tôi muốn trao đổi với các anh chị em.